trứng. Ủa gì đâu có trứng đâu đúng không? Từ từ chờ mẹ xíu, cho mẹ ghi cái này nè. Chị ơi, mấy chị mới vô mỗi chị cho em xin một chia sẻ đi ạ. Chia sẻ đi, em tiếp tục sale đầm với lại sếp cho mấy chị nha. Hàng là hàng Quảng Châu và là hàng mới hết nha. Mấy chị chia sẻ giúp em đi. Chia sẻ cho đông đông người một xíu rồi mình vô mình xem cho nó vui nha mấy chị nha. Như cái like ngày hôm qua nha mấy chị, và còn rất là nhiều mẫu em chưa có lên nha. Tại vì mỗi mẫu có một cái thôi, nhưng mà hôm qua em like chưa có được 1/3 đó, đó mấy chị, còn rất là nhiều luôn. Còn nha, rất là nhiều mẫu nha, nên mấy chị tranh thủ like là mẹ đi mẹ mẹ làm đó, mẹ không có rảnh đâu. Like thêm một like này nữa em sẽ chốt đơn mấy chị nha, cho nên mình chia sẻ like với em đi một tí thôi, em sẽ lên mẫu nha. Rất là nhiều mẫu đẹp, dao động từ 50 đến 80 ngàn như lúc tối nha. Rất là nhiều mẫu em chưa lên luôn nha, tại vì mỗi mẫu em phải mặc cho mấy chị coi, cho nên là hồi tối lên chưa có hết mẫu, mới có một phần thôi nha mấy chị, phần nhỏ thôi nha. Giờ để không xem nó làm sao nữa nha. Một cái đầu như nó che rồi trời. Chắc Bảo Nhi á, Bảo Nhi. Mấy chị ơi, mỗi chị cho em xin một chia sẻ đi ạ. Mấy chị mới vô, mỗi chị cho em xin cái chia sẻ nha. Xong rồi một tí để mình được mua hàng với giá sale quá ạ. Tại vì bên em sale thì mấy chị phải chia sẻ. Mấy chị thấy bán đầu rẻ, mấy chị phải chia sẻ giúp em với ạ. Với lại mình chia sẻ có tương tác thì nữa, mình comment mới lại mấy chị ghi nha. Tại vì mỗi có một cái như tối hôm qua đó, mấy chị thấy không, tối hôm qua mấy chị comment không có lại, dành nhau quá trời luôn. Cho nên là phải em phải chốt là đúng mã rồi comment đầu tiên nữa, mấy chị dành nhau quá trời luôn nha. Mấy chị ơi, với lại chị nào hôm qua có đơn 1, đơn 2 á, thì vui lòng đặt đủ hàng giúp em nha. Đặt đủ 2 đơn để em đi hàng, để em đi sản phẩm nha. Với lại ngày mai mới ship đơn cho mấy chị nha, nên mấy chị thông cảm giúp em nha. Em like xong cái like ngày hôm nay là mấy chị inbox qua cho em, mấy em ship đơn nha. Bên em còn nhiều mẫu đẹp, bên em còn nhiều mẫu đẹp lắm nha mấy chị nha. Chia sẻ like cho em đi nha mấy chị, chia sẻ like một tí. Dạ chị ơi, không phải đâu, hôm nay em tự nó ăn no quá rồi, giờ em cho nó like nha để cho nó tiêu no mỡ chị ơi. Bụng hơi bị to. Mấy chị chia sẻ like cho em nha, đông đông một tí em sẽ lên mẫu nha. Giống như hôm qua vậy đó chị, mỗi mẫu chỉ có một cái thôi. Hôm qua là em like, các chị chia sẻ like cho em nha, giá từ 85 đến 100 cho em nha. Hôm qua là em like chưa có hết mẫu đâu, mới có được có 1/3 thôi mấy chị, không tới 1/3 nó còn rất là nhiều mẫu. Mỗi mẫu 1-2 cái thôi nha. Rất là nhiều mẫu đẹp mấy chị nha. Nên mấy chị tranh thủ đi mấy chị ơi, chia sẻ nha, tranh thủ vô đông đông em sẽ lên mẫu liền bây giờ nha. Mình vừa mua được hàng rẻ rồi còn đẹp nữa. Nên mấy chị vui lòng chia sẻ giúp em đi, vui chia sẻ để mình đó hả, mua hàng với lại mình mua hàng với giá rẻ với lại lại vô nhân cho ăn, không chửi nhân lại hả, không nhân nữa, nó không nhân giống cô hồi nhỏ, cô anh vậy, đứa nào còn nhỏ chẳng vậy, lớn lên sẽ khác con, lớn lên cái gì cũng quạt hết á, từ khi vô đây cái gì cũng quạt hết trơn, chị không phải nói vậy nó mới đúng, nghe chưa, nghe đúng không à? Rồi từ từ để Hương nghe chưa, mất cái đầu em rồi.
đâu có mất sơn hết. À mất mất rồi, mất một khúc rồi. Để Hương đẩy cái này lên đây, Hương đẩy này lại xíu. Rồi mấy chị chia sẻ like cho em nha, đông đông một tí này em sẽ lên mẫu nha, rất là nhiều mẫu đẹp mấy chị. Mấy nha. Chị ơi mình chia sẻ để mình tương tác với nhau nè mấy chị ơi. Đông đông một tí em sẽ lên mẫu nha, rất là nhiều mẫu đẹp luôn nha. Hôm nay nhiều mẫu đẹp lắm nên mấy chị cố gắng chia sẻ giúp em đi ạ. Chia sẻ là mình em bán 120.000 hả mấy chị ơi. Chia sẻ để mình được mua hàng với giá rẻ nha mấy chị nha. Mình mua hàng được với giá rẻ nè. Rồi mình còn tương tác với nhau nữa. Có thu gì không? Từ để Hương coi nữa. Có hai bát nữa có thu gì không? Rồi sáng chưa? Hình như vẫn hơi tối đúng không? Dạ rồi em cảm ơn mấy chị nha. Form này 55kg vừa nha. Comment với em là mã xanh 55kg vừa nha. Em có bốn mấy ký mà hơi rộng á. Mã xanh này em bán mấy chị 70.000 nha. Comment với em mã xanh nha. 55kg vừa mấy chị vào đông đông em sẽ lên mẫu lẻ lẻ nha. Cái này là bãi chức, cái này là hàng mới 100% nha mấy chị nha. Tại vì em có mỗi thứ một mẫu lẻ nên em sale cho mấy chị để em tri ân mấy chị á. Cho mấy chị vui thôi à. Chứ thật sự là vải rất là đẹp nha. Và là hàng mới 100% là đẹp. Phải là cái này hàng là Việt Nam nha. Đúng không chị? Này là vải sơ không? Vải von nè. Vải von nha mấy chị, rất là đẹp nha. Comment giúp em là mã xanh 70.000 nha. Một cái duy nhất nha. Mẫu này cũng có một cái duy nhất thôi nha. Hàng này là hàng mới 100% nha mấy chị nha. Không phải là hàng cũ nữa. Mấy chị cứ yên tâm đi ạ. Và chứ phải là ba mấy chị đẹp nha. 55kg vừa giúp em nha. Mã xanh giúp em nha. Mấy chị mua hàng thì cứ mỗi chị cho em xin một chia sẻ. Dạ rồi cũng được nha chị nha. Cứ mấy chị mua hàng thì cứ xin cho em một mỗi người một chia sẻ rồi để em tri ân mấy chị thôi ạ. 55kg vừa. Còn chị nào lấy cái này comment với em mã xanh nha. Em cứ bỏ ba cái thôi nha. Dạ ok em cảm ơn chị Lê Chinh nha. Chia sẻ giúp em chỉ có 50-85.000 thôi nha mấy chị. Đông đông một tí em sẽ lên mẫu nhanh nha. Mấy chị chia sẻ like đi nha, rất là nhiều mẫu đẹp. Mỗi mẫu 1-2 cái thôi nha. Chị nào hôm qua mình đơn lẻ mình chưa đủ đơn thì hôm nay mình tranh thủ đủ 2 đơn giúp em. Hoặc là mình inbox cho em liền nha mấy chị. Có đơn thì mình hôm qua hôm nay mình mua hàng nó cũng liền. Dễ hơn nữa. Còn chị nào mà có đơn rồi thì mấy chị cho là dồn đơn ngày hôm nay giúp em nha. Tại vì thật sự hôm nay em chưa có chép đâu nha mấy chị. Em chưa có chép đâu, đến hôm nay bắt đầu em like cái cuối đó rồi em mới chép nha. Cho mấy chị lựa cho hết mẫu, còn nhiều mẫu quá. Hôm qua em like được có một phần thôi nha. Em like hết mẫu cho mấy chị lựa xong xuôi hết rồi em sẽ chép nha. À trứng đó con. Ăn đi. Con trứng rất là nhiều mẹ. Đừng có chùi tùm lum rất là đẹp. Trứng muối hả? Trứng muối trứng tùm lum hết á. Trứng tùm lum hết chứ. Trứng muối không ăn thì cắn ra, lấy rồi cắn nó để lại cho mẹ. Mã này 55kg vừa luôn nha mấy chị nha, dễ thương cực kỳ. Bẻ đây nè. Bẻ nó ra là có. Bẻ ra bẻ cục trứng muối kéo ở đây để lấy cái này ăn cho. Đó. Bỏ đây, bỏ vô đây. Comment với em là mã sọc nha mấy chị nha. Mấy chị ơi mã này dễ thương lắm nè mấy chị ơi. Mã sọc này em bán 85.000 mấy chị nha. Comment với em mã sọc nha, 85.000 vải cực kỳ đẹp luôn nha. Bao nhiêu ký? 55kg vừa nha. Có coi dẻ mấy chị nào mà cao 58 mình cũng mặc vừa luôn nha. Rồi. Form coi dẻ của me rất là đẹp mấy chị nha. Comment với em mã sọc 85.000 nha, một cái duy nhất. Mấy chị coi chất vải giúp em nha. Mã sọc này rất là đẹp, 85.000 giúp em nha. Chị nào lấy comment cho em mã sọc nha. Không lấy cái này là tiếc nha. Mấy chị ơi, hàng này là hàng mới 100% nha, không có hàng cũ đâu nên mấy chị cứ yên tâm nha. Em tụi em vẫn là còn mà còn tem nguyên hết nha. Không lấy là tiếc mấy chị nha, một cái duy nhất thôi nha. Chị nào lấy comment cho em rồi, là mã sọc nha. Rồi, ăn đi. Sọc này một cái duy nhất 85.000, 55kg vừa. Comment cho em mã sọc đi. Ủa nó vừa bây giờ đi xuống dưới đất mà mình ăn đi. Mấy chị vô đông đông chia sẻ like cho em nha. Mỗi chị cho em xin 7 chia sẻ lên cái trang hội chợ nhóm nha. Em bán 50-85 thôi nha. Chị em bắt đầu nó. Ăn đi rồi vô rửa tay dơ quá à. Để sau đi chị, mấy chị không gỡ đâu, sao không lấy.
áo đúng không chị? Ừ, áo. Mấy chị chia sẻ like đi, lên mẫu liền bây giờ nha. Rất là nhiều mẫu đẹp nha. Rất là nhiều mẫu đẹp các chị nha. Kìa bà ngoại quá em kìa. Chờ chờ con một xíu đó con ăn. Xét đen nha mấy chị, xét đen 80.000 nha. 50 xếp này mấy chị 53kg trở xuống cho em thôi nha. 53kg trở xuống cho em nha. Dạ. Còn mấy cái là mã xếp đen nha. Ê bố đi đi. Đi vô ăn lẹ đi, đi vô rửa tay để ông ngồi. Lấy cái gì đây? Lấy giờ. Đi ăn lẹ đi. Mã xếp đen nha mấy chị 53kg trở xuống vừa nha. Xếp đen cho em nha. Cái đó có quần bên trong nha. Có quần bên trong nha mấy chị, xếp đen cho em nha. Xếp đen này em bán 80.000 thôi nha. Xếp đen 80.000 ở trên vải ren, ở dưới chân váy này mình mặc lẻ được luôn nha mấy chị. 80.000 comment cho em là mã xếp đen nha. 80.000 chân váy này mặc lẻ được luôn nha. 80.000 thôi nha. Chân váy mấy chị mặc lẻ được nha. Một áo là áo ren nha mấy chị nha. Chân váy là chân váy không có tông lặng nha. Em có một có duy nhất thôi nha. Có lót bên trong nha mấy chị nha. Có quần nha mấy chị, chân váy là có quần nha. Chân váy là có quần luôn nha. Mấy chị đang xem live thì chia sẻ giúp em đi mấy chị ơi. Cái đầm này rất là đẹp chị nè, không lấy tiếp nha, một cái duy nhất. Đầm này em bán mấy chị 65.000 nha, comment với em là mã 65 nha. Với bộ đồ ở nhà mặc bộ đồ để mặc cả chiều đi về. Hàng mới 100% mấy chị nha. Chia sẻ thẳng tay luôn. Dạ em cảm ơn chị Đào Xuân nha. Cái này 53kg, 55kg trở xuống mấy chị mặc vừa, 55 mặc vừa nha. Em cho 1m6 không có bị ngắn đâu nha. Comment cho em là mã 65 nha. Rửa tay xà bông đi nha con. Rửa tay xà bông đi nha, mới hôi lắm nha. 65 có cái chút cỡ đây đẹp. Mẹ tin ăn cho nó không con ơi. Mấy chị ơi, mấy chị phải cho em xin số điện thoại nữa nha. Không có số điện thoại bên em không có chốt thể nào chốt đơn cho chị được đâu. Chị Helen Vinh nè, chị Helen Vinh mã 65 nè. Trời ơi, cũng phải làm ơn cho luôn cái bao chứ trời. Đâu rồi? Bao rồi. Đây nè. Quên mất. Con kia nó qua. Nó lẻ rồi cũng dễ vậy. Đầm ren mấy chị nha, đầm ren rất là đẹp luôn nha, 85.000 cho em nha. Có tia kéo nha, có tia kéo bên kia. Đổi cho em mấy cái bút khác rồi. Một cái hàng lại cho tao mấy cái bút ở trong cái thùng của nó nè. Đó. Cái thùng của nó là đó, lấy cho tao mấy cái bút khác đi. Bút này khô hết mực rồi. Cho con cái máy xay. Ờ đáy cho nó đáy. Cho nó đáy. Cho nó đáy gì. Như này. Mấy chị comment cho em mã này là mã đầm ren nha. Đó, để mã đầm ren này 50kg đổ xuống cho em nha. Chất ren này chất ren dày nha mấy chị, cứ yên tâm nha, bảo đảm với mấy chị là ren này rất là đẹp nha. 50kg đổ xuống cho em nha. Em cao 1m6 mấy chị nha, không có sợ ngắn đâu nha, ở trong có lót nha. 85.000 comment với em là mã đầm ren nha. Đầm ren 85.000. Mã đầm ren 85 đi chị ơi, comment đúng mã giúp em nha. Đầm ren 85 nha. Mấy chị không đúng mã nha. Em cảm ơn chị Đào Xuân nha. Đầm ren 85 giúp em đi mấy chị ơi. Đầm ren 85 cho chị Helen Vinh nha. Mấy chị ơi mấy chị. Dạ chị ơi, chị chia sẻ giúp em đi, chị có 85.000 thôi nha chị nha. 85 ngoài 50.000 thôi, nói chung là từ 50.000 cho đến 85.000 thôi, không hơn đâu. Tại vì hôm nay em sale tri ân cho mấy chị á. Không chia sẻ là 1.200.000 nha mấy chị. Xét em cũng không biết nữa, mỗi cái đầm này em chỉ có một mẫu thôi, mỗi thứ em chỉ có một cái thôi nên em cũng không biết nữa nha. Mỗi mẫu có một cái thôi mấy chị, tranh thủ nha, mình tranh thủ mình chốt lẹ. Đầm này 85.000, 55 vừa. Comment giúp em là mã đầm hoa nha. Dạ đúng rồi, từ 50k cho tới 85k thôi, cao nhất chỉ có 85k thôi, tại vì em chi ân cho mấy chị á. Đầm hoa 85.000. Cái này là vải von nha, vải này cực kỳ đẹp, rất là đẹp luôn nha. Cái này mấy chị ra ngoài mua là không dưới 200.000 nha. Em bán mấy chị 85.000, comment cho em là mã đầm hoa nha. Rất là đẹp. Đầm hoa mã 85 cho chị Helen Vinh luôn nha. Bỏ vô trong bàn. 85.000 thôi nha mấy chị. Chia sẻ cho em chỉ có 85.000 thôi nha. Mấy cái đầm này là bảo đảm với mấy chị là mấy chị ra ngoài mua thì không bao giờ mà có giá 50 cho đến nó họ 85 đâu nha mấy chị nha. Tại vì mỗi mẫu có một cái thôi cho nên em mới bán giá đó nha. Mỗi mẫu em chỉ có một cái thôi nên hôm nay em mới quyết định là em sale chi ơn cho mấy chị từ ngày hôm qua đến ngày hôm nay rồi ạ.
55 cái giữa xuống vừa nha mấy chị, có lót ren ở ngoài luôn mấy chị ngắm cho kỹ rồi mình nói comment cho em. Chị An xin nó đầm hoa em hết rồi, mũi lông mẫu em chỉ có một cái thôi mấy chị, chị chịu khó comment lẹ giúp em nha. Em mặc vô em sẽ đọc mã mấy chị comment liền lúc em giúp em nha. Cái này có lót ren ở ngoài rất là đẹp nha. Mình không thích thì mình mặc như em một cái đầm này ở trong là đã đẹp rồi nha mấy chị. 85.000 luôn nha. Comment với em mã này là mã 85 nha mấy chị. Mã 85 cho em nha. Quá đẹp luôn nha mấy chị, 85.000 mã 85 cho em nha. Một cái duy nhất mấy chị nha. Mặc cái ren ở bên trong cũng được, mặc cái ren ở bên ngoài trong cũng được, ở ngoài cũng được, mấy chị muốn mặc sao cũng được nha. Comment với em là mã 85 nha. Mã 85 rất là đẹp, cái ren này mình mặc ở bên trong cũng được, 55 ký vừa mấy chị nha. Không thì mình mặc cái đầm dây ở trong, không không mặc cái ren cũng được, nó đơn giản. Mã 85 một cái duy nhất nha. Mấy chị ơi, mấy chị còn muốn nhanh tay giúp em nha, tại vì mỗi mỗi chỉ có một cái thôi nha mấy chị nha. Dạ ok, vậy đào xuân em mặc rồi mới đọc mã nha. Chị nào thích thì mình comment lẹ nha. Chị nào thích mẫu nào thì comment nhanh tay giúp em, tại vì mỗi mỗi chỉ có một cái thôi ạ. Ra mẫu rồi em không có chốt lại được nha. Nó xấu quá. Vậy em dục quý. Đây này, dục qua đây nha bà, dục qua đây để lát tôi dục lên kia bà. Cái này 4 cái nè. Ờ. Lâu lâu mới được con cái mấy cái nè. Em có cái này có ghi gì cho xã cho mấy chị. Chị ơi em không bán sỉ nha. Hàng này em là nói là em siêu chi ân và em không bán sỉ đâu nha mấy chị nha. Nên mấy chị muốn mua thì mấy chị chỉ mua được với cái giá là từ 50 cho tới 85 thôi nha. Hàng này em siêu chi ân nên không bán sỉ. Ờ bán cái hương giá 60 thôi. Gì? Lấy cho em cái đầm nó đi đi. Cái này hả? Ờ cái đầm xuống thấu á. À, giục ra đây. Đó luôn à. Áo khoác nha mấy chị, áo khoác giá 60 thôi nha. Em được 5 cái áo khoác nha chị. Vải hay vải gì á em? Chị nào lấy comment cho em mã khoét nha, vải rất là đẹp. Biết vải này luôn, vải này đẹp quá, không biết luôn. Vải đẹp. Comment với em mã khoét nha, khoét này 55 ký vừa mấy chị nha. Giá chỉ có 60k thôi nha mấy chị nha. Em được 5 cái áo khoét, 5 cái đúng không? Dạ. 5 cái khoét hình như là có màu để coi. Không, tí đi. Không thấy có màu vàng không à? Ở đây có hai cái màu nâu nè. Dạ lát nó đi. Tí đi. Chị nào lấy comment với em là khoét 60 là được rồi nha. Vải này bảo đảm với chị không hề mỏng nha. Vải rất là đẹp nha. Khoét này 60 55 cái trở xuống vừa giúp em nha. Khoét 60 cho em mấy chị nha. Dạ rồi từ từ chị ơi. Khoét này 60k nha. Chị nào lấy dạ, thì comment okay, từ từ em lên nha. Chị Thu Hiền em chốt. Và cho em cả luôn số điện thoại luôn nha. Chị He lên Vinh khoét nè. Mã kèm số điện thoại cho em nha mấy chị ơi, mã kèm số điện thoại nha. Không có số điện thoại bên em không thể nào chốt đơn. Ví dụ mỗi mẫu em có một cái thôi cho nên mình comment. Ví dụ là mã 10 thì mình comment mã 10 kèm số điện thoại nha. Còn không em chỉ thấy mã thôi thì em sẽ không chốt. Em chốt chị tiếp theo là coi như là mình không được cái đó luôn nha. Mấy chị rất là tiếc nha. Khoét này à, em được 5 cái. Hiện tại là đã có 3 cái 4 cái rồi nha. Chị nào lấy comment lẻ với em là mã khoét nha. Mấy chị ơi, chị nào là khách mới thì vui lòng đủ cho em ba sản phẩm, hai sản phẩm để bên em đi đơn cho mấy chị nha. Em cho chốt cho chị Lu Thanh Thanh nha. Chị Lu Thanh Thanh nè. 60.000 thôi nha mấy chị. Bảo đảm với mấy chị là hàng này là hàng mới và chất vải là cực kỳ dày nha. Hàng mới còn tem còn mạt của nó luôn nha mấy chị. Bảo đảm là không có mỏng đâu nên mấy chị cứ yên tâm về chất lượng hàng của em. Nếu mà mỏng thì em sẵn sàng đổi cho mấy chị nha. Cái nâu này cái vải nó mềm hơn cái vải vàng một cái nha. Cái vải này nó mềm hơn vải vàng một chút nha. Mã áo khoác cho chị Trang Minh luôn nha. Mấy chị Lu Thanh Thanh nè, chị Trang Minh nè. Khoác nâu 60.000 luôn nha. Hai cái khoác nâu nè. Khoác nâu với em nha. Đúng mã khoác nâu kèm số điện thoại nha. Chị nào mà kiểu lâu quá không mua hàng mình muốn chắc ăn á thì mình comment mã kèm số điện thoại luôn nha. Để thôi là em chốt cho chị khác là rất là tiếc mấy chị nha. Tại vì lâu nhiều quá em và chị Tuân Candy luôn nha. Mấy chị ơi, mấy chị mà Lu Thanh Thanh, chị Trang Minh và chị Tuân Candy là khách mới thì cố gắng đặt giùm em hai sản phẩm để bên em đi đơn nha mấy chị nhá. Xong rồi tí nữa em tắt like là mình inbox qua giùm em luôn nha mấy chị. Đừng có đừng có đợi em gọi em tìm nha. Tại vì tìm nó khó lắm. Tìm ra Facebook nó khó lắm nha mấy chị. Comment với mấy chị mua hàng rồi mình inbox cho em, mình chấm một cái trong inbox cũng được. Khoét nâu là chị khoét nâu hai cái. Được rồi. Em sẽ quăng dưới sàn, em sẽ quăng dưới sàn cho chị Hương. Quăng trúng chân chị Hương nè. Để Hương chốt xong khoét vàng, để Hương chưa chốt xong khoét vàng nữa. Màu vàng hả? Màu vàng. Nè khoét vàng, khoét vàng. Nâu nha, chốt khoét nâu. Mấy chị chốt quá vậy. Chỉ có 60.000 một cái khoét quá rẻ luôn nha. Vải đẹp luôn nha mấy chị, vải đẹp, form đẹp 55kg vừa, có túi có nón luôn. Vải đẹp, vàng cho chị Đào Xuân một cái luôn nha. Vải đẹp, form đẹp, có túi có nón là quá rẻ luôn nha. Quá
khác vàng như chị Đào Xuân luôn nè. Đó. Khác nhau, bây giờ hương chất khác nhau nha. Chỉ có 60k thôi nha, bãi cực kỳ đẹp. Và là hàng của em là hàng Quảng Châu nha. Em không có bán Quảng Châu, không phải hàng Việt Nam đâu nha mấy chị, hàng Quảng Châu nha. Chị Mimi Nguyễn nè, chị Mimi Nguyễn ơi, chị là khách mới thì chị vui lòng đủ cho em đủ hai sản phẩm nha. Không mà mình xem like mấy tiếng đồng hồ mình xả để cho tụi em xả thì tiếc lắm nha. Hai sản phẩm bên em mới đi đơn được cho chị nha. Cái khoác chị Mimi Nguyễn nè, khoác nâu nè. Cái khoác da này quá xuất sắc luôn rồi. Một cái duy nhất nha mấy chị, cái khoác này giờ bán bao nhiêu đây? 85.000 cho mấy chị nha. 85.000 là quá rẻ luôn nha. Khoác này mấy chị ngoài mua 200 mấy á. Mà không biết là cái vải có đường gì đây, mấy chị coi cái chất vải của cái này nha. Mình coi cho kỹ đi rồi em đọc mã mình comment nha. Mình ngắm cho kỹ đó rồi mình hẳn mua. Cái khoác này mấy chị 55 hoặc là 56, 57 mấy chị mặc vừa luôn nha. Khoác nâu cho một cái chị Đào Xuân luôn nha chị ơi. Em chưa đọc mã cái này đâu. Chị Đào Xuân ơi, vậy là chị có hai cái khoác rồi nha. Một cái khoác nâu, một cái khoác vàng nha. Đây nha. À vậy chị, vậy cô không lấy khoác nâu. Dạ rồi ok cô Đào Xuân nha. Để con lấy khoác nâu cho chị. Chị Tun Candy nha. Chị Tun Candy thêm một cái khoác nâu nha. Rồi 85.000 mấy chị nha, comment với em là mã khoác đen nha, mã khoác đen cho em nha. 85.000 có tia kéo ở vậy đây là, chị Tun Candy ơi, là chị có đủ hai sản phẩm rồi nha chị nha. Khoác đen cho em mấy chị nha. Khoác đen vải rất là đẹp nha, cái chất da rất là đẹp mấy chị, nhìn cái chất da bóng rất là đẹp nha. Chị Tun Candy ơi, vậy là chị đủ hai sản phẩm rồi nha. Ở trong có lót dù luôn nha, 85.000 là quá rẻ luôn. Comment với em là mã khoác đen nha, khoác đen 85.000 nha. Khoác đen đúng không? Đen. Khoác đen cho chị Rai Bao Quỳnh nha. Khoác đen cho chị Rai Bao Quỳnh như vậy em. 85 k thôi nha. Khoác đen cho chị Rai Bao Quỳnh một cái đi đúng không? Trời, cái này mà có 1 cái là bán rẻ đã luôn á. Cái đó quá trời đẹp. Tại vì hàng này chỉ có mỗi thứ có 1 cái nó bị bán giá 85 thôi mấy chị, chứ cái đó em bán 100 mấy là vẫn còn rẻ nha. Mà nó được có 1 cái duy nhất thôi. Cái đó thiệt là thiệt đẹp dữ lắm. Mỗi thứ em chỉ có một cái thôi. Em nói thật sự với mấy chị là mỗi thứ em chỉ có một cái nên em sale chị với giá mấy chị. Em sale chị ân cho mấy chị thôi nha. Còn nếu mà em có nhiều là nãy giờ em đã bán giá khác rồi chị ơi. Trăm mấy vẫn còn rẻ. Cái này quá đẹp nha. Mẫu mỗi đầu em có một cái nên mấy chị cố gắng vui lòng nhanh tay giúp em nha. 85.000 comment với em là mã 100 nha. Mã 100 85.000 một cái duy nhất. 53 cái chữ xuống mặc vừa cái form này cho em nha. 55 là mình sẽ mặc ôm cho nên 53 cái chữ xuống cho em thôi mấy chị nha. Em 48-49kg 1m6 mấy chị ơi, nếu mà mấy chị thấy em bán hàng đẹp mà rẻ thì mấy chị vui lòng chia sẻ cho em đi ạ. Mỗi người cho em xin một cái chia sẻ đây nha. Mã 85 cho em nha mấy chị, vải rất là dày dặn, rất là đẹp đúng nha. Không? Dạ. Ủa sao em thấy ủa, mã 100 85 chứ. 85.000 mã 100 cho chị. Mã 100 cho chị Nam Phương Ruby nha. Mấy chị ơi, chị nào mà đơn một hôm qua và là hôm nay mình mới chốt được á thì mình tranh thủ đủ hai đơn cho em nha. Mấy chị ơi, em nói mấy chị nghe nè, hàng này mỗi thứ chỉ có một cái thôi. Chị nào thích cái gì thì vui lòng comment nhanh giúp em nha. Comment nhanh để mình mua hàng với giá rẻ mà được sale nha mấy chị nha. Chứ không phải là em không muốn chốt với mấy chị đâu, chị nào em còn chốt á. Phải à, đúng rồi, còn một cái vậy là hơn chốt. Ê, cái bông này bông khác nha. Để thôi, mặc vô đi. Mặc vô đây rồi chốt. Đây nha mấy chị, y chang cái mã 100 nhưng mà bông khác mấy chị, hôm mấy em mã 101 nha. Bông khác nha. Nha. Có tia kéo sau lưng luôn nha mấy chị, 101 cho em nha. Em dơ cái nào em sẽ báo cái đó mấy chị cứ yên tâm nha. Cái nào em dơ lên sẽ báo cái đó. 101 cho em nha. 85.000. Hàng của em là hàng mới và là hàng Quảng Châu 100% nên mấy chị cứ yên tâm về chất vải và form nha. 101. Mã 101 đúng không? Mấy chị ơi, mấy chị nhớ cho em xin cả số điện thoại kèm mã hàng để em chốt đơn cho mấy chị luôn nha. Ủa sao mấy chị không mấy 100 rồi nha. 101 cho em nha. Mã 101 cho em mấy chị nha. Mã 101 cho chị Hay Lan Vinh nha. Đó em biết chỗ em quăng rồi đó. Đúng rồi đó. Quăng dễ thương mấy màu chính màu xác rồi đó. Quăng dễ cái nào tới cái nào không tới liền. Mấy cái form này rất là dễ mặc mấy chị. Mấy cái form này từ 20 mấy đến 30 mấy, thậm chí là 40 mấy là mình vẫn mặc được nha. Mấy chị nào mà ốm bán cho Hương cái đó vải thun cô tông nó bán cho Hương 65k đi. 65.000 mấy chị nha. Thun cô tông dày nha, bảo đảm với mấy chị là thun cô tông này rất là dày. Em thấy chị xinh đi vi vải nha. Thun cô tông dày nha, rất là đẹp mấy chị nha. Nhiều 60 đúng không? 65. 65.000 comment với em là mã nơ nha, mã nơ nha. Có một cái nơ ở đây rất là chắc chắn. Nơ này là nó mai nha. 53kg vừa nha, 55 á thì có thể mấy chị cao nhưng mà 53kg trở xuống như chắc mấy chị nha. Em thấy chị Trần Thị Lệ Nhung nha. Mấy chị ơi, mình muốn mấy chị mà muốn tương tác với em á thì mấy chị chia sẻ giúp em đi để em có gì em nhìn nhiều khi mấy chị
comment lên đầu tiên em còn thấy được nha. Không có nó bị ẩn comment á. 101 hết rồi mấy chị ơi, tiếng mà vào sao? Mấy chị ơi, em nói mấy chị nghe này, không phải là em muốn bà không muốn bán hàng cho mấy chị đâu, mà thật sự là mỗi mẫu em chỉ có một cái thôi, nên mấy chị hãy thông cảm cho em nha. Chị nào thích mẫu nào thì vui lòng đặt nhăn tay giúp em nha. Bán mấy này vui. Chị Lu Lư, chị Lu Lộc nè. Bán này vui chị. Chị Lu Lộc ơi, chị cố gắng đủ hai đi sản phẩm giúp em để bên em đi đơn cho chị nha. 65k nha. Mình inbox qua cho bên em luôn nha. 65.000 đó. Hàng của em là hàng mới nha. Cái này vải phun vô tông lạnh có đính hàng em bán mấy chị 75.000 thôi nha. Comment với em là mã 75.000 thôi nha. Có đính hàng mấy chị nha. Phơm này 55 cái giữa xuống mặt vừa nha mấy có chị đính ơi. Hàng nha. 75.000 comment với em là mã 75.000 luôn nha. Mã 75 cho em nha. Mã 75 có đính hàng, phơm rất là trẻ trung nha. Có đính hàng luôn, rất là đẹp. Vải phun vô tông lạnh với em nha. Mấy chị ơi, nếu mà mấy chị thấy em bán rẻ hoặc là mấy chị comment bị ẩn á thì mấy chị chia sẻ giúp em đi, mình chia sẻ. Cái này là vải phun cô tông lạnh nha. Cái này là vải phun cô tông lạnh nha. Chị Hà Chương, chị Hà Chương ơi, chị đừng có buồn, chị thở dài á. Chị đừng có buồn nha, thật sự là em không có muốn như vậy đâu, mà tại vì hàng này của em mỗi thứ chỉ có một cái thôi, mấy chị muốn mua mấy chị phải nhắn tay giúp em nha. Mỗi cái mỗi vải á mấy chị, không phải là một loại vải cho hết tất cả các cái. 75 đúng không? Mã 75 đúng không? 75.000 luôn. Mã 75 cho chị Mai Thọ Châu nha. Chị Mai Thọ Châu ơi, chị cố gắng đủ hai sản phẩm giúp em nha. Để em bên em mới đi đơn được cho chị nha. Còn không đủ hai sản phẩm bên em không thể nào mà đi đơn được cho chị nha. Vải phi 48 kg trở xuống vừa giúp em nha. Em có 58 kg vừa mấy chị nha. Em có 40 mấy kg vậy mà không có vừa. Em mặc nó rộng mà em mặc cho mấy chị thấy. Chị Bích Hải ơi, 52 kg em sẽ báo nha mấy chị nha. Mã nơ của chị Lu Lộc rồi nha chị nha. Mã trắng đen cho em 58 kg trở xuống vừa. Mã trắng đen này 70.000 nha. 58 kg trở xuống vừa 70.000 cho em. Cái gì? Dạ chị ơi, chị Teresa Loan Kachia ơi, không phải là em không thấy chị đâu, mà tại vì em không bây giờ mới thấy comment của chị á, chứ không phải là chị hỏi em không trả lời đâu chị ơi. Vải phi cho em nha, vải phi mấy chị nha, vải phi rất là đẹp. Mã này là mã trung niên nha, mã trắng đen, bán cái hơn 65 thôi. Bán nhiêu? 70. 70 hả? À, 70 đi. Rồi cũng được. Mã này mã trung, cái này là mã gì á? Trắng đen. Em là Ý Mai. À chị Ý Mai, chị Như Ý Mai á. Chị inbox qua cho bên em. Dạ rồi chị inbox cho bên em đi, em về không có nhớ đâu. Em thấy chị gòn bông nha. Mã này là mã trung niên nha mấy chị nha. Cái mã này form dài quá trời. Mã này em bán mấy chị 50.000 thôi nha. Form dài quá trời. Form dài hả? Bán mấy chị 50.000 thôi nha. Chị nào thích thì mình lấy nha. Em thấy chị xinh đi vi vỏ nha chị nha. Ôm body form dài nha, 50.000 thôi. Em thấy chị Vương Thủy luôn nha. Xanh 50 cho em nha, xanh 50 nha. Chị ơi, chị mã 101 em hết rồi chị Teresa Loan ơi. Em hết mã 101 rồi. Em cảm ơn chị Lê Thị Thu Hiền nha. Em hết mã 101 rồi nha. 53 cái mặt vừa, xanh 50 cho em nha, 53 cái mặt vừa. Em thấy chị Ngọc Quy nha. 50.000 thôi nha mấy chị, cái này form chị dài. Chị gòn bông. Bán mấy chị 50.000 thôi, có một cái. 50k. Chị gòn bông cho Hương đi. Chị ơi, em sẽ nói số ký nha. Em dơ cái nào lên em sẽ em nói giá và số ký lên mấy chị cứ yên tâm nha. Để ý mình nghe cho em nha. Bỏ cái đó vào bên, em tính nó bán sao. Chụp cái đó vào bên. Chị ơi, quần này em chỉ còn em để lại cho em có một cái để em mặc thôi chị ơi. Xét nha mấy chị nha, xét rất là dạ đúng đẹp rồi chị ơi, đơn hôm nay chị quá đẹp. Đơn hôm qua chị khó rồi, hôm nay chị cứ chốt tiếp đi để ngày mai em mới ngày mai bắt đầu em mới chốt đơn cho mấy chị nha. Cái váy này quá em đẹp nha. Nhắn tin cho con Vân kìa, con Vân đừng nhớ qua. Xét rất là đẹp. Cái này 58 cái 55 cái số mặt vừa nha. Cái áo hơi ôm 58 không vừa. Cái chân váy thì 58 vừa nhưng mà cái áo mình 55 cái. Vải này vải von nha mấy chị nha. Áo vải von, cái chân váy rất là đẹp nha. Cái chân váy này ở ngoài bán lẻ là đã 100 mấy rồi mấy chị. Chị nào mà hay mặc cái chân váy kiểu cái lưng này thì biết. Tại vì hồi đó cũng có một cái giống như vậy 100 mấy á mấy chị. Xét này em bán mấy chị 85.000 nha. Comment giúp em là mã xét 85 nha. Chân váy này nha mấy chị, ở trong lót hai lớp rất là đẹp nha. Cái vải rất là đẹp luôn nha. Áo là vải von cho em nha. Bao nhiêu ký đi? Mã 85 này 55 ký vừa giúp em nha. Comment giúp em mã xét 85 85.000 nha.
gom đùi có nha chị Huỳnh Thơ, chia sẻ like cho em 7 lần nữa cái chị chợ nhóm em bán giá 50-85 nha. Hôm nay em chi ân cho mấy chị nha. Xếp 85 chị em kéo cao tí mấy chị nhìn sẽ rất là dễ thương nha. Mặc đi làm cũng được, đi chơi cũng được, đi đá. Xếp 85 cho chị Mai Thọ Châu nha. Cái set này rất là đẹp nha, chị nào mà khách lẻ mình tranh thủ đủ hai đơn hàng cho em, tại vì cái live hôm qua và hôm nay em dồn lại là ngày mai em sẽ chép với chị nha. Quần áo rất là đẹp, mặc lẻ được luôn á. Cái đầm thì phối mặc ra cho em được. Có 85.000 quá rẻ luôn, cái áo này mua 85.000. Rẻ rẻ. Cái dây gì nữa hồng, hồng đồn. Cái dây để cột máy làm tao hết hồn nha. Hết hồn, yếu tim đó chị Hương. Dạ chị ơi, em lên thay đều hết đó chị ơi. Vừa có xếp vừa à, có đầm nha. Dạng baby doll đó mấy chị. Hôm qua em bán cái này một cái rồi, mấy chị dành nhau mua lắm đâu. Giờ nó còn cái nữa nè. 85.000 cho em, comment với em là mã đầm vàng nha. Mã đầm vàng mấy chị nha, đúng mã. Chị nào đúng mã đầu tiên em sẽ chốt nha. Đầm vàng 85 chị ơi, em có áo theo nha. Hôm nay em đang sale đầm cho mấy chị để tri ân khách hàng nha mấy chị nha. Đầm vàng 85 cực kỳ rẻ luôn nha. Rồi cái đầm này em mặc đẹp hết chị Hương nhìn mà. Ừ đầm đó đẹp. Đầm vàng 85.000 nha. Bằng cái này là bằng vải von nha. Vải này không xấu đâu mấy chị cứ yên tâm nha. Hàng của em là hàng Quảng Châu và là hàng mới 100% nha. Có lót nha, hàng mới 100%. Đầm vàng 85.000. Cởi ra mặc vô mất công vậy. Dạ đúng rồi chị. Chị ơi, để cho mấy chị ngắm cho nó sướng á mấy chị ơi. Mình chọn cho kỹ rồi mình mua giúp em nha. Mình lựa cái nào là mình chắc như đầm vàng cái chị Sammy nha. Lựa cái nào là chắc như bắp cái đó. Đúng rồi. Thôi mất công mình mua gì không mừng lý cái mẫu. Dạ đúng rồi mấy chị ơi, mấy chị em mặc vô để cho mấy chị ngắm cho nó kỹ rồi mấy chị hẳn mua à. Mình mua được cho mình nó chắc thôi à. Có không một xíu mà đẹp là được. Đầm này có gài đằng sau, cái đầm này là kiểu trung niên á mấy chị. Form này form cũng to nữa nè. Form này rất là đẹp. Đang máy 40 rất là đẹp nha. Mấy chị ơi em hết đầm vàng nha, hết đầm vàng. Đầm vàng chỉ có một cái em nói mấy chị. À đầm vàng Hương còn cái đưa đây cho Hương. Thiệt không? Đó. Ờ đúng rồi còn cái nè. Đưa đây. Còn cái đầm vàng. Đầm vàng cho chị Helen Vinh luôn nha. Đầm vàng nha. Em lấy chị Helen Vinh một chị cái. Nó vòng vòng ơi, có thấy thì nó móc ra nha. Ờ thì đó thì Hương nghe nhìn vòng vòng đó. Cái không phải cái màu nào mà nó nổi á. Hương nhìn mặt cái màu này vô đâu đầu. Cái nào mà nó nổi á Hương còn biết, còn cái nào mà nó không nổi Hương cũng biết. Mà em nha mấy chị, mà mẫu này là mẫu trung niên nha. Em bán mấy chị cái đầm này 70.000 thầm mấy với em nè. Đen 70 nha. Đen 70 cho em, đằng sau có một cái nút gài ngay cổ mấy chị nha. Cái đầm này 55, 58, 58 cái mặt vừa, 58 cái là mình mặc vừa ôm rất là đẹp. Tại vì vải này là vải thun lạnh, nó có co giãn luôn nha mấy chị. Vải này cực kỳ đẹp nha mấy chị nha, không có xấu đâu. Rồi em biết làm sao cho đẹp rồi em sẽ bóp cái eo lại. Comment với em là mã đầm 75 nha, 70 ngàn nha mấy chị. 70 ngàn nha, form rộng nha, 58 cái vừa nha. 58 cái vừa. Đầm 75 cho em nha chị nào lấy 70 ngàn. 70 ngàn cho chị lộn. Trúc Thanh nha, đen cho chị Trúc Thanh nè. Em xin lỗi em lộn. Trúc Thanh nè, chị Trúc Thanh này không cần số điện thoại đâu, chị mua quen lắm. Chị mua từ lúc mà Hương mới bán hàng luôn á. Khách mà quen cái mức độ luôn. Chị Trúc Thanh. Được kìa cháu khỏe. Chị Trúc Thanh chơi đi. Dưới là chị Hương mò từ dưới mò ra. Làm được không? Dạ được. Được chú, cái này có phần làm được không? Quăng vô chân chị Hương là xong rồi. Thiệt luôn hả? Ờ giờ lên tăng rồi, 700 mấy được coi kìa, ghê vậy. Ê, thấy mày đẹp quá. Trời ơi, bữa nay đầu con như nó cha vậy chú. Không, mà chú thấy con này con đẹp. Thôi, con biết chú hai rồi. Tao nói chứ, tao thương con dâu nhiều hơn con trai tao. Cái gì chú hai? Đây nha mấy chị, cái đầm này nhiêu ký chị Hương? 50 ký chỗ xuống. 50 ký chỗ về thôi nha mấy chị. Đây nha mấy chị, 50 ký chỗ xuống thôi nha. Đầm rất là đẹp, em có hai cái duy nhất. Em bán mấy chị 85.000 nha. Comment với em là mã 50 mã bi vàng nha. Mã bi vàng nha. Trời ơi 800 mấy coi kìa. Bi vàng mấy chị nha, bi vàng đây em nha. Bi vàng 85.000, 50 ký chỗ xuống rất là đẹp luôn nha. Hiện mới 100%, em xem mấy chị 85.000 thôi nha. Chị Hương nay không có được cho em mặc nữa nha, 800 mấy thì coi á. Bi vàng cho chị Sammy. Dạ hôm nay mình giữ thể diện cho nhau nha, mình không có giống heo nữa.
Sammy một cái bi vàng nè, chị Quyên Nguyễn một cái bi vàng nè. Hết rồi, có hai cái rồi. Có hai cái rồi nha mấy chị nha. Cái bi vàng không phải là em không muốn chốt cho mấy chị đâu, mà thật sự là mỗi mẫu em chỉ có một hai cái thôi nên mấy chị thông cảm cho em nha. 50kg trở xuống thôi nha mấy chị, không hơn được đâu nha, nhớ em đọc ký á nha. Mấy chị cứ nghe em đọc ký nha và ngắm cho kỹ rồi hẳn mua nha. Rồi. 4 cái luôn chị ha. Mấy chị ơi, mấy chị cứ nghe em đọc số ký mà nắm cho chị. Chị ơi, hàng của bên em là bảo đảm với mấy chị là hàng Quảng Châu, em không có bán hàng xưởng nha. Lại dần dần cho mấy chị xem mạc luôn nha. Mạc như thế nào thì mạc như vậy nha, chứ em không có bấm mạc vô thêm nha. Hàng của em là hàng mới và là không có bán hàng xưởng nha. Đầm này em được 4 cái rất là đẹp luôn, em bán mấy chị 80.000. Comment với em là mã viền đỏ nha, viền đỏ 80.000. Viền đỏ 80.000 nha, mã viền đỏ cho em nha. 4 cái nha mấy chị, mẫu này em được 4 cái nha. Viền đỏ cho em chất thun rất là mát, cực kỳ mát luôn nha mấy chị, chất thun đẹp mát nha. 55kg trở xuống mặc vừa nha. Chị nào mà cao tí thì 58kg mình mặc xe ôm, 55kg là chắc ăn vừa mấy chị nha. Comment với em là mã viền đỏ nha. Viền đỏ này em được 4 viền luôn chị. Viền đỏ đi mấy chị ơi, 4 cái chị nha. 4 cái duy nhất luôn nha. Lâu lâu em mới sạch ra được á. Lâu dữ lắm luôn mới có mẻ được. Hồi nãy học em ngồi em lựa cả buổi trưa mấy chị không biết là nó lẻ mẫu lẻ size nào mà em lựa cả buổi trưa. Chị Quyên ơi, lần thôi chị Quyên Quyên, chị Quyên Quyên comment một dọc luôn á. Chị Quyên Nguyễn nè. Chị Quyên Nguyễn comment dọc luôn á. Chị Quyên Nguyễn nè. Rồi viền đỏ cho chị Helen Vinh nè. 80.000 thôi nha chị. Ừ. Trời ơi, mặt này đắt rồi. Chị Mai Thọ Châu nè. Mấy chị ơi, chị nào là khách mới thì cho em xin cả số điện thoại nha. Chị Mai Thọ Châu. Chị Tuyền Tươi ơi, chị có, chị cho em xin số điện thoại nha. Xin số điện thoại để em mới chốt đơn được cho chị nha. Ship tỉnh đồng giá 35k nha chị nha. Chị Tuyền Tươi ơi, chị có số điện thoại cho em xin số điện thoại nha. Và phải cố gắng đủ hai sản phẩm giúp em nha. Không ơi, chị Tuyền Tươi không cho là em chốt với chị khác đó nha chị nha. Mấy chị ơi, em nói mấy chị nghe nè. Mấy chị ơi, mỗi mẫu em chỉ có một hai cái thôi nên mấy chị thông cảm cho em đi nha. Chị hay lên dinh đây, chị có rồi thì em không xin nữa đâu. Comment một lần là tụi em nhớ rồi đó mấy chị. Rồi cho chị Tuyền Tươi nha. Chị Tuyền Tươi ơi, cố gắng đủ hai sản phẩm giúp em nha. Để cho em đi hàng không có mất công mình coi like mấy tiếng đồng hồ mà mình không có mình mất công rồi xả nữa rồi mất uổng lắm nha chị nha. Rồi tiếp đi em. Mấy chị đợi em một tí em sẽ qua mẫu. Chị Tuyền Tươi ơi, số điện thoại của chị có đổi số đầu không vậy? Nếu mà đổi số đầu thì cho em xin số đổi đầu luôn nha mấy chị nha. Cho em xin số đổi đầu để cho em gọi điện thoại em chốt đơn cho mấy chị á. Cái dây này mình gì mình mắc lại giùm em mắc vô cho lẹ đây, em mặc vô cho mấy chị xem á. Xét nha mấy chị, xét 85.000 nha. Comment với em là mã xét 85 nha mấy chị nha. Xét mã xét 85 cho em nha. Mã xét 85, cái dây nó như thế này là gì mình mắc lại cho em cho nó ôm vào người nha. Em mắc sơ sơ cho mấy chị coi cái form nha. Rồi cho tôi mấy bộ. À, một bộ. Cái này là thun cô tông nha, hết á. Một, được 3 bộ à, 4 bộ em. Rồi 4 bộ. Em có 4 bộ 85.000 mấy chị nha. Thun cô tông rất là đẹp nha. Quần mình tách ra mình mặc riêng, áo mình tách ra mình mặc với quần riêng được luôn nha. Cái này là gì? 85, comment với em là mã set 85 nha mấy chị ơi. Mã hàng là mã set 85 nha. Chị Ngọc Quyên ơi, lâu lâu em mới thấy chị luôn á, em nói thật mà chị ơi. Chứ set không phải 85 là em cũng không nha, có giống chị đâu. Vì mình mắc lại cái dây cho em nha. Set 85 nè, cho chị Sammy nè. Mã set 85 đúng không? Mình không thích cái dây này thì mình cắt ra mặc vẫn dạ 4 cái. Không thích cái dây mã 85 cho chị. Chị ơi, hàng này em đã. Hàng này là em siêu em chi ân khách thôi và em không xỉ nha. Em nói trước với mấy chị là em không xỉ nha. Hai chị Helen Vinh nè. Chị Mai Thọ Châu có điện thoại chưa? Chị Mai, chị Lưu Lộc nè, 85 cho chị Lưu Lộc luôn nè. Mấy chị ơi cho em xin số điện thoại luôn nha, khách mới chị Ngọc Thủy. Chưa thấy có hàng nữa. Cái gì áo len, có len chi ân 99. Tới chị giờ Ngọc Thủy chị ơi, Ngọc chị Thủy ơi, chị inbox giùm em đi chị ơi. Chị inbox giùm em để bên em ra kiểm tra hàng cho chị nha. Dạ, tại vì sợ đơn lẻ 1-2 mà em tìm không thấy Facebook rồi không thấy mấy chị. Em thấy đó. Chị Kim Gia em nha, bây giờ em mới thấy chị Kim Gia nha. 85 85 cho chị Sammy nè, xếp 85 cho chị Sammy nè. Chị Helen Vinh nè. Dạ đúng rồi chị ơi, bây giờ em nói chị hay chị bị ẩn comment rồi. Ngọc Quyên ơi, cho chị Helen Vinh, chị Lưu Lộc và chị Thu Hà Nguyễn nha.
Chị Thu Hà Nguyễn. Nhiều cái là nó được một hai cái. Xếp 8, xếp đen 85 em chốt cho như đó chị nha. Chị ơi 40 tí hỏng nào vừa em sẽ nói nha. À vậy hả? Vậy thì nói chị giùm Hương đi. Nói chị giùm em đi. Chị ơi chị chưa có nha chị Mai Thọ Châu ơi. Chị Lê Trinh. Em thấy chị Lê Trinh ơi lúc em thấy lúc em không có thấy chị nha. Chị Phạm Hải Yến bây giờ em mới thấy chị nha. Có tia kéo ở bên hông đó chị nha. Form này 50kg trở xuống cho em thôi nha mấy chị. 50kg trở xuống cho em thầm ngay với em là mã 85.000 thầm ngay với em là mã 100 đấy chị nha. Mã 100 em được 2 cái. Có tia kéo bên hông không? Form rất là đẹp. 50kg trở xuống cho em nha. Em hết là set 85 là chị Thu Hiền ơi. Chị đặt cái khác giúp em nha. Mã 100 em được 2 cái mấy chị nha. 100 được 2 cái duy nhất. Em thấy chị Trần Hà nha. Lâu lâu mới có xét được 2 cái thôi á mấy chị. Bình thường là có 1 cái thôi nha. Hiếm lắm mới được 2 cái giống nhau á. Đã chốt được cho tới 2 chị luôn á. Mã dùm em là mã em thấy 100. Chị Thu Hiền nha. Chị Thu Hiền ơi chị nhớ chị cố gắng đặt rồi chị kèm luôn cả số điện thoại để cho em dễ chốt nha. Mã 100 cho em nha. Mã 100 đi mấy chị ơi. 2 cái mã 150 chị ơi chị nha. Chia sẻ bao nhiêu chị chia sẻ mấy lần cũng được nha chị nha. Em kèo mấy 6 mã 100 cho chị Phương Phạm Thị nha. Em kèo mấy 6 nha. Cái này giá nhiêu vậy? 85. Có 2 cái đúng không? 2 cái riêng rất là đẹp có tia kéo bên hông. Chị Phương Phạm Thị. Chị ơi không phải đâu, em xếp ra mấy chủ bên em thôi nên mấy chị thông cảm cho em đi. Thật sự là ai em cũng muốn bán hàng hết đó nha. Sốt ở xẹt 117 Hồng Lạc nha mấy chị nha. Xẹt 117. À một xẹt 17. Chị Helen Vinh luôn nha. Xếp mã 85 mã 100 luôn cho chị Helen Vinh luôn. Cái này em được 3 cái rồi. Hết mấy cái nào mà có nhiều á mấy chị. 3 cái này nữa là thôi. Còn có mỗi mẫu 1 cái thôi mấy chị. Mình tranh thủ comment lẹ nha. Cái này là set nha mấy chị. Set này rất là mấy chị ơi lấy mà mấy chị muốn chốt đơn cho nó lẹ là mấy chị cho em cả số điện thoại luôn đi mấy chị. Cả số điện thoại kèm mã hàng luôn. Để em chốt một lần luôn á. Em đỡ phải hỏi tới hỏi lui á. Mấy chị ơi chị nào mới có một sản phẩm thì cố gắng mua giúp em hai sản phẩm nha. Để bên em mới đi đơn được cho mấy chị chứ xem hàng chứ xem like mấy tiếng đồng hồ mà chỉ có 1-2 cái xả rất là ổn, 1-2 cái được xả rất là ổn nha chị nha. Set này á chân váy mấy chị một cái chứ ba cái hai cái là mình đi đơn rồi hai cái đi đơn là chị đang nói gì em nói hay là ba cái ừ. Set này á cái chân váy chị Ngọc Thảo ơi mã 100 em hết rồi nha chị nha. Set này cái chân váy 52 cái trở xuống thôi nha mấy chị. Áo thì 55 cái được nha. Nói chung là set này 52 cái trở xuống em được 3 set. Comment giúp em là mã set hồng nha. Mã set hồng em được 3 set 85.000. Rất là đẹp mấy chị nha. Để em bỏ áo vô quần mấy chị coi nha. Cái áo này mình lấy mình mặc lẻ cũng được. Chân váy mình lấy mình mặc với áo dây hoặc là áo trắng vẫn được nha. 85.000 một chân váy là bằng vải phi nha. Chân váy là vải phi bóng rất là đẹp mấy chị nha. Cái áo giải voan rất là đẹp nha. Comment 52 cái chữ xuống mặt vừa. Comment với em mã set hồng em được 3 set 85.000 mấy chị nha. Comment với em là mã set hồng nha. 3 set 85.000 nha. Chị Mai Thọ Châu nè, xếp hồng nè. Giá của họ ta 85k. Đây nha mấy chị, em đứng gần cho mấy chị xem nha. Chất chân váy là vải phi rất là đẹp nha. 52 cái trở xuống giúp em thôi, không hơn được đâu nha mấy chị. 52 cái trở xuống giúp em thôi nha. Áo vải rất là đẹp mấy chị nha. 52 cái trở xuống cho em nha. Vải ở áo là vải vải áo rồi nha. Vải áo rất là đẹp luôn nha, cực kỳ đẹp. Rồi qua mẫu luôn đi. Xét hồng nha, mã xét hồng 85.000. Nó giục ra gì bỏ ba cho em đi. Chị nào lấy phần mê cho em là mã xét hồng nha. Xét hồng 85.000. Trời mẫu gì em qua mẫu nha mấy chị đang xem mình chia sẻ like cho em nha mấy chị ơi. Chia sẻ like để mình tương tác comment cho nó dễ. Comment cho nó không bị ẩn mấy chị nha. Với lại chia sẻ like em tính mấy chị từ 55-50 cho đến 80.000 thôi nha. Vải này cực kỳ đẹp. Cái vải cái đó là kaki nha. Vải rất là mình luôn kaki, vải rất là mình. Mấy chị ơi mấy chị lấy mấy chị phải cho em luôn cả số điện thoại để em chốt đơn cho mấy chị nha. Mã kèm số điện thoại lại cho em nha chị Kim Ngân. Cộng với mình chia sẻ giúp em 7 lần lên cái kênh hội chợ nhóm nha chị ơi. Cái này vải nó có co giãn nhẹ rất là ôm form luôn nha. Mấy chị cái này em bán mấy chị 75.000 nha. Comment giúp em là mã hoa 75 nha. Mã hoa 75 có vải này là vải kaki nha mấy chị nha. Vải kaki rất là đẹp. Mặt mát cực kỳ luôn nha.
và cái bầu cái vạt nó bầu như thế này, nó bầu đằng trước mấy chị nha. Xếp hồng cái chị Vũ Nhung nha, chị Vũ Nhung cái duy nhất nha, một cái duy nhất comment với em là mã hoa 75 ngàn luôn nha. Chị Vũ Nhung ơi, chị mã bông đúng không? Mã hoa 75. Chị Vũ Nhung ơi, xếp hồng từ từ hơn chút. Em chốt xếp hồng cho chị Vũ Nhung nha. Chị Vũ Nhung ơi, chị cố gắng đủ hai sản phẩm giúp em nha, để bên em đi đơn cho chị nha. Chứ chị coi ra mấy tiếng đồng hồ xả thì ổn lắm nha. Còn không thì mình inbox qua cho bên em nha. Mã bông cho chị Teresa Loan ca. Mình mua ít thì mình inbox nha. Chị ơi, chị Loan ơi, chị Teresa Loan ơi, chị cố gắng đủ hai sản phẩm giúp em nha, để bên em đi đơn cho chị nha. 75k. Cái form này mấy chị 52 cái chữ xuống vừa giúp em rất là xinh luôn nha. Comment với em là mã sọc xanh 80.000 mấy chị nha, mã sọc xanh 80.000 rất là xinh luôn nha. Em có một set duy nhất nha, 52 cái chữ xuống vừa nha. Em cao 1m6, em mặc vừa tới gối mấy chị nha. Vải gì luôn nha. Đây nha mấy chị coi chất vải kia giúp em nha, vải sơ mi mềm á mấy chị. Chị ơi, hôm nay em không lay áo nha. Đẹp quá, sọc xanh nó đẹp quá em. Sọc xanh rất là đẹp nha. Sọc xanh cho chị Mimi Nguyễn nha. Chị Mimi Nguyễn ơi, chị cố gắng đủ hai sản phẩm giúp em, để bên em đi hàng cho chị nha. 80 nha chị Hồ. Ừ, 80 đúng không? Sọc xanh là chỉ có 80k thôi nha chị Mimi Nguyễn nha. Hàng là hàng Quảng Châu nha, hàng mới 100%. Giá 50 thôi. Màu này lên rất là sáng da. Cái này sáng da dữ lắm, bán ngay giá 50 thôi. Chị nào da sáng thì lấy cho em cái này nha. 50 ký trở xuống thôi nha. Em có cái quần trong em kéo nó không lên nha mấy chị. Cái chân váy kiểu ống len rất là đẹp luôn. Cái này à, khoảng chừng 50 ký trở xuống. 50 ký đổ xuống mà phải cao 1m58. Ờ 1m58 nha mấy chị nha. 50 ký là phải cao 1m58 giúp em nha. Hoặc là 1m6 nha, chứ không là nó chật á. Đây nha mấy chị. Nhớ nha mấy chị ơi, 50kg trở xuống mình phải cao trên 1m58 với em nha. Em bán set này 50 nha mấy chị nha. 50.000 comment với em là mã set xanh 50 nha, mã set xanh 50 nha. Ông len rất là đẹp luôn nha, ông len form rất là đẹp, mã set xanh 50. Cái này có màu khác thì đẹp quá ha. Một cái duy nhất luôn, màu cái này màu này là mấy chị sáng da là mình chọn giúp em nha. Sáng da nha, mấy chị mà da mình sáng sáng mặc lên rất là đẹp nha. Mấy chị da tối tối thì mình lựa màu khác. Còn rất là nhiều màu. 50 cho chị Helen Vinh nha. Đây đúng phải không nè. Rồi. Đẹp quá, cái form đi quần đẹp luôn á. Form quần rất là đẹp. Set xanh 50 chị Helen Vinh nè. Xem váy ngủ đi em, dạ em có váy ngủ chị ơi. Này là tàn lao nè. Chị ơi, quần em mặc em chừa lại cho em có một cái này nha chị nha, để tụi em mặc, để tụi em like thôi nha. Like nào mấy chị có thấu quần á. Để bữa nay em dìu quần em bán. Ờ. Quần thử hơi cực nha em. Đây nha mấy chị. Em phải đo eo tùm lum đẹp quá. Sơ mi này quá đẹp, sơ mi lấy cái này. 52 cái chữ xuống vừa giúp em, 52 cái chữ xuống. Bán 75 thôi. Dạ, 75.000 mấy chị nha. Comment với em là mã sơ mi 75.000 nha. 52 cái chữ xuống vừa rất là đẹp. Đi làm nhìn rất là sang, rất là lịch sự luôn nha. Em cảm ơn chị Hiền Lê nha. Comment với em là mã sơ mi nha. Mã sơ mi mấy chị nha, vải sơ mi nha. Em bán cho mấy chị giá 75k thôi nha. Em cảm ơn chị Thảo Quy nha. Mã sơ mi giúp em đi chị Kim Lạc ơi, em thấy chị nha. Nhưng mà bây giờ thật sự là bây giờ em mới thấy chị luôn á. Mã sơ mi đi mấy chị ơi. Chị ơi, hàng em đang like thì em không xỉ nha. Chị Mimi Nguyễn nha. Mấy chị ơi, hàng này em không xỉ đâu nha, em nói trước cho mấy chị nha. Mã sơ mi đi chị Mimi Nguyễn nè. Hàng này là em đã sale cho mấy chị và em không xỉ nha mấy chị nha. Em sale chi ơn khách hàng và em không xỉ nha. Em nói trước. Cái gì vậy?
vậy? Mẹ em bỏ qua bên. Áo. Áo hả? Lát nữa. Áo hai cái chồng luôn. Ừ. Em qua mẫu nha, đợi em một tí em qua mẫu liền nha. Xếp. Cái xếp này nhỏ lắm. Em mặc chưa thử với dừa không? Nó co giãn. Ừ thì nó co giãn, còn cái xếp đen nữa kìa. Còn hồng dừa em. 50kg rồi nha. Sợ bốn mấy luôn á. Ừ. Để em mặc với chị xem nha. Xếp này bé. Xếp này dễ thương. Hơi ô hơi nhỏ đúng không? Bán rẻ thôi, hơi nhỏ bán rẻ thôi. Em khỏi cần đeo kính rồi, tại vì để Hương xem luôn chờ. Xếp này 49kg thôi nha mấy chị nha. 49kg cao 1m55 cho em nha, 55-58 giúp em nha. Mấy chị comment với em là mã xếp trắng nha. Mã xếp trắng này 55.000. Em hỏi chị Sammy nha, 55k thôi, vải này cực kỳ đẹp nha, mà tại vì form nó nhỏ nên em bán giá rẻ cho mấy chị luôn nha. Form nó chỉ có 48-49kg thôi nha. 48-49 mà phải cao 1m55 mấy chị nha. Form nó nhỏ mà nó ôm người á nha. Xếp trắng cho chị Kiều Nương nha. Chị Kiều Nương ơi, chị phải cho em xin số điện thoại nha, bên em mới chốt đơn cho chị nha. Mấy chị ơi, mấy chị cho em xin cả số điện thoại, em mới chốt đơn cho chị nha. Và chị Kiều Nương ơi, chị cố gắng đủ hai sản phẩm giúp em để bên em chốt hàng nha. Like xong inbox qua cho em luôn nha chị ơi. Chị Kim Anh, 1m50 mặc vừa không? 1m50 chị nặng khoảng chừng 45kg thì chắc là mặc vừa. Còn nhiều lắm, mình lựa khác đi chị. Em chốt cái xếp trắng đó 55k cho chị Kiều Nương rồi nha. Chị Kiều Nương cho em xin số điện thoại nha. Và cố gắng đủ hai sản phẩm giúp em nha. Cái đó qua đi. Chụp đi. Em thấy chị Kim Gia nha. Chị ơi, xếp tỉnh nó đồng giá 35k giúp em nha. Chị ơi, con bé này nó cao 1m6, nặng 49kg nha. Đây nha mấy chị, 50.000 comment với em là hoa 50 nha. Hoa 50 này, 50 mãi nó trung niên này nha. Trung niên nha. Trung niên nha mấy chị nha. Mình nhìn cái màu á mình biết giúp em nha. Comment với em là mã hoa 50 nha. Vải gôn nha mấy chị. Vải gôn nha. Hoa 50, 55 cái chữ số mặt vừa giúp em nha. Dạ rồi chị ơi, 50.000. Em thấy chị Đỗ Liên nha. 50.000. Mã này trung niên mặc thôi nha mấy chị nha, nên em sale rẻ cho mấy chị 50k thôi nha. Mã hoa 50 cho chị Sammy nha. Chị Sammy rất hoa. Lại là một cái em thấy chị Lưu Vũ nha. Mấy chị ơi, mấy chị là khách mới á, mấy chị mà có đặt hàng á, mấy chị chỉ cần cho em xin số điện thoại cộng mã hàng và chỉ cho số điện thoại một lần duy nhất thôi nha, là tự động tụi em sẽ chốt đơn hàng liên tục cho mấy chị nha. Xếp này á, cái quần mình lấy mình mặc lẻ cũng được, cái áo mặc chiếc quần jean dài mặc sang cũng được hết nha mấy chị. Xếp này em bán mấy chị 70.000 thôi nha. Comment với em là không có tông hết luôn nha. Phải thun nha. Comment với em là đẹp. Comment với em là mã xếp đo xếp 70 nha, 70.000 thôi nha mấy chị, một xếp duy nhất luôn nha. 70k thôi nha mấy chị nha. Xếp 70 là hàng Quảng Châu nha, không có bán hàng xưởng đâu nha. Cái quần á mình lấy mình mặc lẻ cũng được nha mấy chị, lấy mặc lẻ cũng được, áo lấy mặc lẻ cũng được luôn nha. Chị ơi, chị nghe nhỏ á, em cũng không biết sao bên em nói, thật sự là em nói lớn lắm luôn rồi đó. Chị hướng này mẹ mặc vừa. Chắc vừa em. Em đem dĩa gì không vừa đem lên được. Ừ. Xếp cho chị xếp 70 cho chị Mai Thọ Châu nha. Chia sẻ like cho em đi mấy chị ơi. Chị nào đang xem mình chia sẻ giúp em 7 lần lên cái trang hội chợ nhóm nha. 7 lần lên cái trang hội chợ nhóm giúp em bán mấy chị giá từ 50-85.000 nha. 85 là cao nhất nha. Em hứa mấy chị là không bao giờ bán qua giá 85 nha. Hôm nay em đã chi đơn rồi nha. Xếp xong đầu like nè em. Chị ơi, chị Helen Vinh ơi, thật sự là em chốt theo mấy chủ bên em thôi mà. Cô Đào Xuân ơi, con nói cô Đào Xuân nghe nè, không phải đâu, con chốt cho mấy chủ bên con á cô ơi. Hai cái 55 cái vừa. Em cho mấy chị đó coi cái pho, cái vải rất là đẹp nha. 70.000 mấy chị nha, comment với em là xanh 70 nha. Chị cô chị Teresa Loan ơi, chị nói cái nào chị ơi, áo đỏ mới nằm là cái nào vậy chị ơi? Cái dụng đen hay vậy? Hoa 50 em có không chị? Chị Kim Lạc ơi, em chốt cho người nào là người đó có nha, hình như nãy chị hoa 50 chị không có luôn nha. Bao nhiêu vậy? 70.000. Giá 70.000, form này form rộng nha mấy chị nha. Form này 50kg trở xuống mặt vừa nha. Form rộng cho mình, cái này mẫu trung niên nha mấy chị nha. Đi vô ăn bún ơi. Xanh 70 nha. Làm. Thôi không ăn đâu. Vô ăn đi, ăn đi làm. Rồi ra làm, mệt thiệt á. Mệt quá à. Tại vì đang làm chốt kìa, không có bận nào. Không có bận, tao lấy ra chốt rồi em gom đơn. Ăn xong đi rồi ra xả chép rồi vô rồi gom đơn. Ăn
rẻ rất là đẹp, tại vì áo cung trắng rất là dễ mặc mà cái áo này vải rất là đẹp, thì luôn em cầm lên thấy đỏ đẹp lắm. Cái nào đẹp chị đẹp. Ơi em nói cho chị kim chi đỏ nè, chị kim chi đỏ ơi, tại thật sự á là hàng này nè mỗi mẫu em chỉ có một cái thôi, mỗi mẫu em đọc hôm nay không biết làm sao nó về hàng cho em, mỗi mẫu chỉ có một cái thôi mà còn lẻ size nào lẻ mẫu thôi nên em mới sale cho mấy chị với giá rẻ à. Cái like là mình dành để mình giải thích thôi. Mấy cái này nên em xíu hôm nay em xíu chi ân cho mấy chị với giá rẻ, tại mỗi cái chỉ có một mẫu thôi nha mấy chị nha, và một cái luôn, có nhiều thì chỉ có một cái thôi, hiếm lắm mới có mẫu mà được hai cái trở lên đó, hai cái là đẹp quá, bằng phi đúng không, bằng phi luôn á, cái này mặc ngủ cũng được hả, cái này mặc ngủ được đúng không, ừ, phi bóng đẹp quá. Trời ơi con này nó nhét hai cái chân của nó vào ống quần rồi. Hôm qua em biết nó mặn tới nỗi mà nó nhét rút ra. Cái đó mất cái ống quần đâu rồi, mất cái ống ngược rồi, rút cái giò ra. Thề cái chết lại bừa nữa. Ngược nó kiếm nó ra. Mà bừa thấy sợ luôn á. Thôi mà bữa nay biết bao nhiêu người coi không? Mày sao xỉ vả em trên like vậy? Hồi nãy cả ngàn người coi luôn á. Tiếng chú Hai luôn, chú Hai kể rồi kể tiếp bây giờ. Chú Hai vô sự án. Vô sự án. Tưởng đụng bà tao là tao chồng mày. Chị Thùy Võ ơi, xếp nào chị ơi, thôi đừng kể ra nhường cái chị Thùy Võ cái xếp đó đi. Chị Thùy Võ chị coi lâu lắm rồi. Thôi nhường chị nha. Nhường lần thôi nha. Có xếp còn dài nha chị nha, giá giá. Giá 70 nha. 70 thì em cũng tính nó 70. Em mặc chú có áo lâu quá, xếp này. Em không có định hình được á. Em không biết nó mặc cái kêu rồi cái này nhỏ hơn cái kia. Nè cái này là cái áo thun trắng này và cái yếm nha mấy chị. Áo thun trắng nha, cái áo thun rất là đẹp nha. Xếp này 55kg vừa cho em nha. Trả lại hả? Được. Xếp này 55kg vừa. Chứ lấy mà kỳ quá hả? Bữa nào uống ngay thuốc super giờ là lên đường. Cười ỉa luôn cái gì? Ờ chết rồi, cái này nó thiếu cái kìa, à, hai cọng dây nữa. Hai cọng dây kìa. Đây nha mấy chị. Hai cọng dây mới nó kịp lên kịp xuống á. Nó làm gì mà mình gì mình mắc dây cho em nha, em lười mắc dây quá. Em thấy mấy chị xếp này 75.000, comment với em là mà yếm 75 nha. Đẹp quá. Yếm 75 rất là đẹp mà em lười mắc dây quá gì mà. Bao nhiêu ký luôn em nha. 55 cái chữ xuống vừa nha. 55 ký. 55 cái chữ xuống vừa nha. Cái yếm này có gì? Có tia kéo nha. Con nào nó trộn gì? Yếm này có tia kéo nha, 55 cái chữ xuống vừa với 75k thôi nha mấy chị nha. Đẹp lắm mấy chị. Nhét nhét cho đủ hàng nha. Đừng có thiếu hai cọng dây á. Biết rồi. Chết thường luôn á. Em vui. Cái phép này mà khách nói rất là bạn hồng không? Đúng rồi đó. Ăn cái nói gì rồi nói cái gì rồi nói nè. Đừng có dồn hậu mà nói nha. Em cần để xin cái chị Lê Chinh luôn nha. Thấy tao kể mày nghe dù bà Ngọc thuệ luôn cái gì. À không biết đâu. Tưởng rồi chị á. Không biết đâu. Chị đang bị không? Cái tao điện thoại rồi làm đâu lên thứ đâu. Cái tao điện thoại tao kêu chị ơi chị còn tuyển không? Cái bà tư vấn tao cả nửa tiếng đồng hồ cái tao kêu chị đâu qua rước em đi. Xong cái hỏi cái bà kêu là chị ơi giờ đó em đi. Giờ đó em đi đứng đường. Tiền bồi tiếng rồi. Tiền bồi tiếng rồi các em. Giờ đem đi đứng còn nhiều tiền hơn làm cho chị nữa. Em nói sao hả em? Em nói sao? Cái gì em nói gì? Ren đen nha, ren đen 80.000. Comment cho em là mã ren đen nha. Bao nhiêu ký mặc vừa luôn nha em? 52 cái chữ xuống mặc vừa nha. 52 ký thôi nha mấy chị nha. Ren đen còn 75k tới 1m6 nha. Mấy chị đừng có lo ngắn nha. Không có ngắn đâu mấy chị. 52 cái chữ xuống mặc vừa nha. 52kg là mấy chị phải cao trên 1m55 với em nha. 80kg thôi nha mấy chị nha. Mấy chị ơi, mấy chị à, mã hàng kèm số điện thoại giúp em nha. Để bên em chốt đơn cho mấy chị nha. Cái nào chị ơi, trời ơi chị nói xong nữa rồi. Cái đó qua lâu đúng rồi. Ờ, cái đó qua lâu đúng rồi. 85.000 mã ren đen nha. 80 mà, em mới nói 80. Ta nói 85 rồi. Chị Thảo Trương ơi, chị lấy mã ren đen cho em xin số điện thoại luôn nha. Không có số điện thoại bên em không chốt đơn được cho chị luôn nha. Thảo Trương á hả? Tại vì không thấy nhiều nick á, luôn xin số điện thoại cho xin chắc. Đây nha mấy chị, nhiều chị em nhớ mà em vẫn phải xin số điện thoại nên mấy chị mình thông cảm mình cho lại nha. Mình comment chiếc ăn cho em mã xếp hậu cảm nha. Xếp hậu cảm này em bán mấy chị 70.000. 52 cái chữ xuống vừa với em, 52 là mình phải cao trên 1m55 mấy chị nha, nhớ nha.
52kg, cao trên 1m55 cho em nha. Xét mã thổ cẩm cho em chị nha. Ơi, bây giờ em lỡ đọc mã thè mà em chưa đọc mã thì được nha chị nha. Còn em đọc mã rồi giờ em không biết làm sao luôn. Xét thổ cẩm cho chị Lê Trinh nha. Bao nhiêu vậy? 70.000. Chị nào có kêu nhường hết nhường chị này thì chị kia giận. À, chị Thảo Trương ơi, cho em xin số điện thoại luôn nha. Và chị phải đủ hai sản phẩm đó em mới đi hàng được cho chị nha. Chị nào có đơn hôm tối qua mình tranh thủ inbox qua bên em nha. Like xong cái like này em sẽ chép đơn với chị nha. Chị ơi, chị Sammy ơi, thật sự là hôm nay em thấy và lúc em thấy và lúc em không thấy chị nha. Chứ không phải là em không muốn chốt cho chị đâu. Chứ hôm qua là màn chị mạnh thật. Chết rồi Di, Di thấy là giùm em cái màu đen mới vừa dục ra Di. Có chữ Lê Trinh rồi Di, Di, Di. Cái này vải rất là đẹp, mấy chị mặc đi ăn tiệc, ăn cưới rất là ok luôn nha. Cái đầm này em bán mấy chị 75.000 nha. Comment giúp em mã này là mã đầm đỏ nha. Chị Thảo Trương ơi, chị không cho em xin số điện thoại là em chốt cho chị cái đầm, cái đen đen đó em chốt cho chị Sammy ấy nha. 50kg mấy chị mặc vừa nha, 52 em sợ. À rồi ok chị Thảo Trương nha. 52 là mấy chị phải cao 1m6 trở lên, còn 50kg trở xuống mấy chị mặc vừa chắc ăn nha. Comment với em là mã mã đỏ mấy chị nha, mã đầm đỏ. Mã đầm đỏ hả? 75.000. Mã đầm đỏ 75k đúng không? 75.000 nha. Đầm đỏ 75k nha. Trời ơi chị xin lý vi bỏ, thật sự là em thấy này chị comment sau không à. Chứ em không có phải em cố tình em không chốt cho mấy chị đâu. Mấy chị là khách quen thì dĩ nhiên là em ưu tiên mấy chị chốt cho nó đỡ mệt rồi. Đầm đỏ 75 cho chị Phương Phạm Thị nha. Mấy chị đang xem mình chia sẻ like cho em đi mấy chị ơi, mình chia sẻ like cho em đi. Chị Sammy, chị đừng giận em nha. Tí nó còn xét nào để chị Thùy bỏ cái cho luôn nha, mở nó luôn đi. Xét nào? Cho chị Thùy bỏ cái đi. Xét này là đầm. Chị Anh Minh ơi, bây giờ em thật sự là em bó tay luôn á chị ơi. Xét này 75. Chị Sammy ơi, chị đừng giận em nha. 75. Xét con bé nó chuẩn bị mặc em để chị Thùy vỏ nha, giá 75k nha chị Thùy vỏ nha. Đầm đỏ em để cho chị Phương Phạm Thị rồi nha. Đầm này là dạng trung niên á mấy chị, em bán mấy chị 50.000 thôi nha. Dạng trung niên á 50.000, comment giúp em là mã 50 nha. Dạng đầm trung niên đúng không? Em mặc cho mấy chị coi form để đặt mặc đi làm. Nó đụng vô cái là bị mở luôn cút mình. Ôi, nói nào cũng mở luôn tốt chân á. Chị Sammy ơi, chị còn đó không? Chị Sammy ơi, đừng giận em nha. 50kg trở xuống vừa nha, 50kg trở xuống vừa đó chị nha. Đầm này 50.000 luôn nha. Mã 50, 50kg trở xuống vừa nha, 50.000. Cái này là để đi đầm trung niên rồi. Dạ rồi chị ơi, từ từ em lái quần dài nha. Chị thí bỏ cái gì cũng cho chị luôn hết đi là sao. 50 cái chị Sammy nha. Chị Uyên Nguyễn giỏi rồi. Chị Uyên Nguyễn chị giỏi à. Chị thí bỏ cho gì cũng cho hết trơn. Lát thôi em lại để đó cho chị khuyên. Chị thôi kệ chị Uyên Nguyễn nha. Chị ơi còn rất là nhiều luôn, mình đừng có giận nha. Còn rất là nhiều, chị yên tâm nha. Còn rất là nhiều, em nói thiệt luôn á. Một đống hàng luôn nha. Em sợ là không có thời gian like thôi chứ hàng không có hết đâu mấy chị nha. Dạ rồi, chị xin đi vi bỏ. Em sẽ cố gắng để ý chị nha. Để cho chị đủ rồi chị cho chị được thêm mấy cái nữa nha. Cái gì cũng để chị thử. Chị bạn chị thổ. Chị su bé mũi ơi. Chị su bé mũi ơi. Mạng của thổ cẩm em hết rồi chị nha. Cái này mình mặc cái đầm đen thôi. Chị Mai Thọ Châu sao cứ quay vòng vòng hoài à. Mạng của chị nó cứ quay vòng vòng hoài hơn cũng biết sao. Cái này mình mặc cái đen thôi là cũng được. Cái này 50kg trở xuống thôi em thôi nha. Hôm qua em có cái này màu rêu nhớ. Có một cái màu rêu nha, 85.000 mấy chị nha. Mình mặc cái đầm đen thôi là được rồi nha. Uống rau má vậy. Ừ. Uống hay lấy mua cho em á. Chị lấy cho em này. Comment giúp em là mã xét nha, mã xét được rồi nha. Chứ uống trà sữa chai này thì nổi. Chứ uống rượu nào. Thôi không, không hề, không uống. Cảm ơn. Hay uống trà sữa hậu quá vô hơi bị hơi bị dở. Lo uống mã xét nha. Mã xét này rất là đẹp, 85k thôi đúng không? Xét này rất là đẹp, nói thiệt với chị rất là đẹp. 50kg trở xuống. Mấy cái đơn em phân thấy rồi đúng không chị? Mã xét đúng không? Mấy cái đơn hồng đó hả? Đơn hồng là mới phân rồi á. Anh hồng là không với nhân và hồng mà hai đứa ngồi phân á. Xét cho chị Sammy luôn nha. Chú Hai con nghe tiếng chú Hai á, con tưởng là ai lại đi chú Hai không hả? Ổng không thèm nói luôn, lâu lâu cũng sao nghe tiếng hơi giống chú Hai vậy đó. Chị Ngân Ngân ơi, bây giờ em mới thấy chị comment lại luôn á, hồi nãy giờ em chưa thấy chị comment luôn á. Chắc chị bị
ổn comment rồi chị Ngân Ngân ơi. Mấy chị ơi, nói cho mấy chị nghe, mấy chị đừng có giận em nha. Tại vì thật sự là mấy chị bị ổn comment với lại mạng của mấy chị á, nó chậm hơn mạng của người ta nên em không có phải là em. Đấy em thiên vị đâu, mấy chị yên tâm đi nha. Chị Hương lái thì vui quá. Mỏi miệng luôn á. Giải thích mỏi miệng chứ không gì chứ. Em nói rồi thôi, giờ cũng giải thích đó đúng không? Vô ghi âm, vô nội không đi, ai hỏi gì nữa không bắt. Hồi nãy tao ghi âm cái bà Ngọc gì cái muốn nghèo. Nói cười vậy á. Tí mở cho em nghe. Tiếp này 55 hộ thì ai em thấy chị nha. Mấy em là mã sọc 55 nghìn, 55 ký mặt người nha. Em không tao nghĩ theo 1 số lận không có bị ngắn đâu nha. Mã sọc 55 ký mặt người, 55 nghìn luôn nha. Để đi, chúng em nghỉ đi con xem sao. Mã sọc đi mấy chị ơi, 55k thôi. Rất là đẹp, 55 ký mặt mùa luôn nha. Đừng có sợ ngắn nha, em chào mấy xấu luôn. 55 cho chị Quyên Nguyễn luôn nha. Ta ngủ dưới đây cho thoải mái để tụi con leo lên đầu cho. Không, tao ngủ kho rồi. Dạ đúng rồi chị ơi, nhưng mà giải thích mỏi miệng luôn á. Mình có nhiều mỏi lắm chị, không lựa được thì mà lựa cái khác chứ chó thì đông nhiều lắm. Hôm nay là thật sự là giải thích mỏi miệng luôn á chị. Chị ơi nó dưới cái đầu. Đẹp quá. Đẹp ha. Chắc cười chết. Cái gì á chị? Kéo ra đằng sau. Ôi cái này là em biết gì không? Phải mặc quần. Phải mặc kèm quần rồi nha em bé mấy chị. Cái này là 45 thôi. 45 ngàn nha, phần mấy em bảo 45 mấy chị. Cái này phải mặc kèm quần gì bên trong nha. Mặc kèm quần. Kèm quần giúp em nha, mặc kèm quần một cái quần dài đi. Ôm 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 mấy chị rất là đẹp nha. Sang lắm nhưng mà mắc cái là không có mặc dưới này được. 45 ngàn thôi nha. Dạ rồi từ từ chị ơi, từ từ em sẽ lên từ từ nha. Vải này là vải thun cô tông nha, 45k thôi nha mấy chị nha. Phải mặc quyền cùng bên trong giúp em là bao nhiêu ký mặc vừa giùm Hương luôn. 55. Nằm cho bộ đỏ. Chị xin đi vi vỏ nha. Mã 45 nha. Hồng 50 với em nha, khoét 50 nha. Khoét dài đó 50k nha mấy chị nha. Khoét dài này 50k nha. 50k thôi, thầm mấy em là mã khoét 50 hay là hồng 50 đều được nha. Hồng 50 khoét 50 thì được đúng không? Rất là em. Thầm mấy em là 50 em. Dạ em kiếm lên. Rồi qua mẫu luôn em. Chị nào lấy thầm mấy em là mã khoét 50 hay hồng 50 thì được. Chị ơi mã 45 hết rồi nha chị nha. Quá trời luôn, em lấy cái phút nào mà em trả được. Mày hả? Em bao phục hơn. Mấy chị ơi lấy thì mày cho em xin cả số điện thoại nữa nha. Em phải có số điện thoại để em mới chốt đơn được cho chị nha. Và phải đủ hai sản phẩm giúp em nha, để bên em đi hàng nha. Cái này rất là đẹp. Chị Linh Linh ơi, 80 ngàn nha, 85 ngàn nha, 85 ngàn nha. Và chị Linh Linh cố gắng đủ hai sản phẩm giúp em để bên em đi hàng cho chị nha. Cái này quá đẹp rồi nha mấy chị. 85 ngàn nha, mặc cho mấy chị ngắm nha. Comment với em mã này là mã 130 nha. 130, 50kg trở xuống vừa nha. 50kg mấy chị phải cao trên 1m55 cho em nha. 130 nha, không có ngắn thêm cao 1m6 luôn nha mấy chị. Mã 130 đúng không? Dạ. Rất là đẹp luôn nha, 50kg trở xuống cao trên 1m55 giúp em nha. Tại vì form của nó là ren, nó không có co giãn đâu, form này là form nhỏ mấy chị. 130 chị Oanh Nguyễn Thu nha. 85 ngàn. Set này là nhung luôn nha mấy chị, nhung phối ren cho em rất là đẹp luôn nha. Bán mấy chị 85 ngàn luôn nha, quá rẻ, một set duy nhất luôn nha. Nhung phối ren 85 ngàn, một set duy nhất luôn nha. Phần dưới là nhung nha, ở phần này là ren, cái ren quá trời đẹp luôn. Trời chị Hương nhìn nè, sắc luôn á. 85 ngàn thôi nha mấy chị. Set này đi đám cưới, lấy đi sinh nhật, đi tiệc đêm rất là đẹp luôn nha. Đó đi. Dạ. Lấy hơn cao quá chị Linh Linh. Phát hồng đúng không? Ừ. 50. Đây nha mấy chị, cái này 50kg. Em thấy chị Trần xin tiền nha. Em hết mã 130 rồi nha. 50kg cao trên 1m55 giúp em nha mấy chị nha. 85 ngàn comment giúp em là mã ren 85 nha. Cái chất ren rất là đẹp mấy chị nha. Ren 85 cho em nha. Vải nhung luôn nha. 50kg. Ren đi mấy chị ơi. Mã ren mấy chị comment mã đại hay sao chưa đọc mã. Ừ đúng rồi, chưa đọc mã, mấy chị comment là mã đại á.
em sẽ đọc cái mẹ nào khó khó cho mấy chị công bằng. Ren đúng không? Ren 85 đúng không? Ren được rồi. Ren đúng không? Rồi ok, để không biết một chút. 85.000 thôi nha mấy chị. Dạ rồi, có thì em mới để được cho chị nha. Mãi gì vậy?
Mã đen hay mã trắng? Mấy chị ơi, tranh thủ đủ đơn hàng nha. Một đơn một em lo sạch đơn lát. Ai không đủ em xả ra lai lại đấy nha các chị ơi. Mã trắng cho chị Sammy nha. 70.000 thôi. 70k thôi nha. Cái gì vậy? Cái đó bỏ qua đi. Chị ghét cái đó. Nó cái dày dày lắm. Ừ. Đợi em qua mẫu với chị nha, rất là nhiều mẫu chị nào ra. Chị nào mà mình chọn không được á thì mình chọn lại với em nha. Chị ơi, bây giờ em cũng không biết làm sao luôn á, chị Thùy Mỏ ơi. Chị giờ là em chịu luôn á. Giờ chị có nói gì nữa là chị chắc em là em chịu luôn. 2 set nè, cái này em được 2 set nè. Trời, set này được chắc. Set thường nha. Không có sỉ, hàng này không sỉ. Set này rất là đẹp, 85.000 nha mấy chị nha. Vải von mấy chị nha, vải von giúp em 55kg trở xuống vừa nha. Xét này 55kg vừa nha. Thì nào mà cao thì mình 58 mua vừa nha. Em chào chị ạ. Em 40 mấy ký mặc cũng được luôn, 40 mấy ký mặc cũng được luôn. Có cái là nó hơi phùng phình một tí, form nó dễ chịu một tí. Chị ơi, cái 60kg không có á chị ơi. 60kg không có đâu chị ơi, hiếm gì lắm. Xét 85 cho chị còn bông chị Su Su Nguyễn. Ủa, cái tết nó làm thế nào? Hả? Chị đồng má thôi. Chị còn bông và chị Su Su Nguyễn. Chốt đi. Hết. Ờ, em chưa bị mặt đó mấy chị. Nhắm cho kỹ đi mà hát thằng men nhé. Tại vì like một cái mấy chị mặc vô rất là cực. Cho nên là mấy chị mua mình mình thương dục em mình đừng có xả giùm em nha. Mình ngắm cho kỹ mình mua mấy cái tù mình đừng có xả giùm em nha. Em đã mặc vô luôn rồi mấy chị biết rồi gì. Chắc ăn giúp em nha. Không, chị nói là bê cởi cực khổ quá. Chị ơi, giờ không giờ là cho mấy chị ngắm cho nó kỹ á, để cho mấy chị mua hàng cho nó chắc á. Nên tụi em chịu khó, tụi em like, tụi em mặc vô luôn nha. Giống như là mình ngắm cho kỹ, mình mua cái nào á là mình chắc cái đó, mình không xả với em nha. Tại vì mặc một cái nó cực lắm mấy chị, mình thương em mới mình mua, mình đừng có xả với em nha. Vậy đó là vải xô nha. Vải xô nó mặc mát không nha. Cái này em bán mấy chị 70.000 thôi nha, em được 3 set mấy chị nha. 55kg trở xuống vừa nha. 56kg em sợ em không có à. Có đâu lâu được vài cái 56kg. 56kg cao 1m mấy chị, trên 1m6 thì có nha. 56kg và trên 1m6 thì có nha. Dạ đúng rồi chị ơi, tại vì thay liên tục quá. Chị nói gì? Chị ơi, em có vé thì cái tờ giấy trên cái bao, cái nào có vé là em ghi lên hết. Chị cứ yên tâm nha, chị Quyên Nguyễn nha. Tại vì ghi để tính tiền đó mà chị yên tâm. Ghi để tính tiền cho nó dễ chị còn ơi. Còn vé với em là mã xanh nha. Mã xanh này 70.000. 70.000 này, vải này vải xô nha. Mấy chị mà có màu 3 tháng bon chiên được nha mấy chị nha. Vải này mặc mát lắm, vải xô này mấy chị biết chất xô rồi gì. Vải xô này mặc mát. Đây nha mấy chị nha. Đợi đợi chút em vô. Mã xanh cho chị Đào Xuân nè. 3 cái 70.000 nha, 55kg vừa. Vải xô em thấy chị Lê Duyên nha. Mặc ở nhà. Mã xô cho chị Mimi Nguyễn luôn nha, màu xanh nha. Tính cho cổ mấy cái đóng lẻ này lại nha. Cái đóng lẻ á. Ê Hà Vân, Vân Vân em chốt xong rồi cái em mở áo cho con Hồng đi Vân. Rồi nó giục ra rồi em mở trong bao rồi em dán cho Vân. Em thấy chị xin Mimi vỏ nha. Hôm nay đông quá, thật sự là đông quá. Em không có biết ai với ai luôn á. Chị xin Mimi vỏ, chị thông cảm với em nha. Nhiều người coi. Hôm nay là dùng cả tuổi thanh xuân để mà giải thích cho mấy chị á. Dùng cả thanh xuân để mặc đồ, dùng cả thanh xuân để giải thích. Ê Hà Vân, em lấy ra em đưa nó đi Vân cho nó. Xét này đẹp lắm mấy chị nha, em bán mấy chị 75.000 luôn nha. Cái gì tôi nói vậy? Xét này 75.000 luôn nha, mặc cho mấy chị coi nha. Khỏi mặc luôn, xét này khỏi mặc luôn. 55kg vừa nha, có cái dây rút ở đây không? Có cái dây rút ở đây không? Em lấy đồ rồi nha, comment giúp em. Cái nó mặc xong nó dục ra. 75 nha, đầm 75 giúp em nha. Đầm 75 nha mấy chị, đầm 75. Em thấy chị Đỗ Liên nha, chị Đỗ Liên ơi. Em thấy chị hỏi em 2 lần rồi nhưng mà em chưa thấy comment của chị thôi. Mã đầm 75 cho em nha mấy chị, rất là đẹp nha. Chị ơi đúng rồi, nãy giờ thấy chị người xin đi vi vỏ đặt đúng một cái nha. Đầm 75. Tại vì cái đó form đẹp quá. Đầm 75 cho chị Huỳnh Ngọc. Chị Huỳnh Ngọc ơi, chị cố gắng đủ 2 sản phẩm để bên em đi đơn cho chị nha. Đầm đen rất là đẹp mấy chị nha. Đẹp quá. Vải càng đẹp gì á. Vải rất là mát luôn. Đầm đen này vải rất là mát luôn nha.
kiểu như là vải vải cà tê á, không phải gần gần như vậy, cà tê thun á. Đẹp quá ha, cái đó nó mặc nhẹ tay đứt vậy. Thôi kéo sao đi, mặc chút mấy chị thấy phòng mấy chị nha, 50 kg thôi nha, 50 kg đổ xuống thôi nha. Hớp vô 50kg chạy xuống một người. Đó thì chứ. Tại anh á, giờ này nè bắt ăn hết cái tô đó nữa. Xong rồi về mặc đồ chứ không được. Đây cái điện thoại đi em nha, đây này 80.000. Em nói thật sự là nãy giờ em thấy chị comment đúng 2 lần. Tôi mở cho mày bảo mật đi. Đen 80.000 nha. Đen 80.000 giúp em nha chị nha. Đen 80k, 80, đen 80 giúp em nha. Ngọng thương em lắm, đưa nửa cái bún của nó qua cho bún em. Đen 80. Mẹ, tao đẻ mày á, Hồng ơi Hồng. Tao ăn muốn chết nha. Tao kìa. Gió nè, hiện đi 900 mấy rồi coi mà dạ rồi đi phí phí không đi xong tụ. Thế hèn gì nói ăn, trời ơi sao mà nói 20.000 mà ăn hoài ăn không hết trời là sao trời. Thôi mẹ, 900 mấy rồi coi đó. Lúc nào bên quá trời quá đẹp. Quá trời quá đáng vậy mà còn ép em ăn hết nữa, anh cũng khổ, anh lù đèn cho lắm luôn á. Xong Hương, mẹ ăn hết thì mày không ăn hết, ngày hôm nay không, ngày mai không cho mày ăn luôn á. Xong giờ ra đây khai là nó đồ nó bệnh quá trời. Ông người gì quá đáng. 50kg trở xuống chị ơi, chị nha, chị Thảo Mai ơi, bầu nhỏ nhỏ luôn nha, khoảng chừng 3 tháng luôn nha chị nha. Vậy baby doll á chị mặc được á. Tính là sức dân ăn khỏe vậy, ăn lên bật rưỡi. Trời, ăn muốn chết. Ông kêu mà không ok chị nha, dùng đơn này hôm qua chị chỉ ăn nha, bao nhiêu ký mặc vừa. 50kg trở xuống thôi nha, comment giúp em là mã xét. Chị gió chừng đi, ai ông ra vô lại giúp em nha. Mã xét 85 cho em nha. Xét 85 mấy chị ơi. Có quần và áo luôn nha mấy chị, 50kg sẽ xuống với em, 50kg là mình cao trên 1m55 á. Quần áo đít chơ. Xếp 85 đi chị mấy chị ơi, để dạ. Em chốt đơn cho nó dễ dạ. Nè. Hết pin rồi. Nhìn nhân phải từ chết. Anh đừng có quả đẻn, anh cũng ác lắm. Hôm nay ăn là chừng nào mà lăn luôn thì thôi. Ờ đâu có ăn đâu, lắc thục thịt rồi. Dân mẹ thấy cái tô đó xong mày nằm ngay chỗ giữa cái iPad. Xếp 85 đi mấy chị ơi, em thấy chị Kim Anh nha, chị giữa. Kim Anh ơi. Nằm ở giữa cái iPad với tao nè, nằm 50kg thôi nha. Xếp 85 cho chị Quyên Nguyễn nha. Lâu lâu lướt qua cam cái mình đuối mặt lên. Nè 85.000. 85k. Đó, nó lấy cho em sẵn cho em. Chứ thế luôn rồi. Hả? Cái nằm này đẹp lắm nha mấy chị. Đầm này vải rất là mát luôn nha, có lót phi bóng ở trong luôn nha. Cái này lai cứ đường từ, không cần phải gắt. Còn đóng đó không hết nè. Còn đằng sau nữa, còn tay nữa. Ủa đằng sau còn đầm luôn ha. Đằng sau lưng em kìa à. Cái này 52-53kg mặc vừa luôn nha. Kéo dây 50kg nè. Không, Hương nghĩ 52-53kg được em. Tại vì em mình mặc đúng là hơi rộng mà. Hơi rộng, chắc là 52kg vừa mấy chị. 52 là mình phải cao trên 1m55 với em nha. Comment với em là mã 150 nha, mã 150 85.000 nha, mã 150 85.000. Chị Cúc Nguyễn ơi, chị Cúc Nguyễn coi coi thử đơn của chị Cúc Nguyễn có không vậy? Nhiêu vậy? Cúc Nguyễn nó mà có chứ cũng có một cái thì không luôn á, tôi sẽ đặt đi. Chị ơi, em sợ không có cái nào 57kg quá. Ôi, 57kg lên đây không bỏ rồi mà. Như cái này dạng, cái này mã gì vậy? 85k, mã 150. Mã 150 hả? Đúng rồi chị. Mã 150 nha mấy chị nha, chứ không phải là đầm đen đâu nha mấy chị nha. Đúng mã giúp em đi các chị yêu ơi. Để công bằng cho tất cả mọi người nè. Mã 150 cho chị xin Navy vỏ nha. Chị chín cho mấy người coi đó. Rồi. Không mà còn có 600 mà. Thôi được. Cho chị nói tại chấp nhận được. Đó đó, tao ngáo 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 rồi đó. Cái cổ cánh sen của người ta đó. Hả, cái tay nằm ở dưới đó, đầu ngáo ngáo không biết mặc đồ rồi nha. Dữ lắm. Nhìn là biết là ngáo ngáo rồi đó, đồng sơ mi cổ cánh sen của người ta mà nó cầm nó kéo cái đó, cái cánh sen của người ta lên tới trên đầu nó. Ai biểu nãy em nói là người ta cài mặc áo sơ mi, ta đầm mặt từ trên xuống mà đây kéo lại cổ cánh sen mà. Đây nha mấy chị, comment với em là mã cánh sen nha, cổ cánh sen. Em nghe là chị Helen Vinh ơi, mã cánh sen cho em nha. Ừ,
em bán mấy chị. Em cũng không biết, không biết làm sao mà nó mặc từ dưới mặc lên đâu mà. 55 ngàn nha. Nó giống như là trên trời mà rớt xuống nè, nó mặc từ dưới mặc lên không mà mấy chị ơi. Mã cánh sen 55 ngàn nha. Mã cánh sen đúng không? Ăn no quá rửng mỡ. Mã nheo, mã gì? Mã cánh sen. Cánh sen 55 ngàn cho chị Thu Thảo nha. Chị Thu Thảo cho em xin số điện thoại là phải đủ 2 đơn hàng giúp em nha. Để bên em đi đơn cho chị nha. Chứ không bên em không đủ 2 sản phẩm, bên em không có đi đơn cho chị đâu nha. À, nói từ chiều tới giờ. Thương quá. Chốt được không? Chốt được đây chốt cho. Anh á, đừng cười. Chị Thu Thảo ơi, cho em xin số điện thoại nha. Hồi có ai mà mua anh đẹp quá. Một vàng đẹp ha. 52 kg vừa 85 ngàn nha. Comment với em là mã 190 nha. Mã 190 52 kg trở xuống vừa mấy chị nha. 80. Dạ đúng rồi, em lắp nít đó rồi chị Thiên Nguyễn. Màu vàng rất là đẹp nha. Có rồi. Thằng biến thái nó vô kìa em. Comment với em là mã vàng nha. Và mã 190 nha. Thằng biến thái giống thằng, để em coi thôi thằng nào. Thằng hôm bữa giống thằng bữa. Tưởng thằng Quang Linh gì nữa chứ anh gì. Nó vô đây nó. Bao nhiêu? Ở đây có BD thái nè. Nó mại vô. Mã 190 đúng không? Dạ. Thì Thảo cho số mại chưa? Ừ. Cái tô của mày ta ăn rộng không hết. Nó vô một bọc rưỡi vô đó. Mẹ mà ta ăn hết. Con ăn vừa thợ nè. Tao ăn đi. Ở chú Hoàng ăn còn hết nữa, bắt con ăn 190 chị đồng bao nha. 85k đúng không? Cái này đẹp quá mấy chị ơi. 190 là cái này đúng không? À, cái mấy chị ơi, mấy chị là đơn một thì cố gắng đủ 2 đơn để cho em đi hàng nha. Còn xếp thì chị cứ yên tâm đi, còn xếp còn đầm rất nhiều luôn. Mã hồng cho em nha, mã hồng này 50 ký trở xuống ở nhà dễ thương quá nha chị. Chị Thảo Nguyễn hả? Cái gì còn 190 là cái đầm vàng mà con này. Ừ, cái đầm vàng. Đầm vàng là 190. Số điện thoại là số điện thoại của cái chị kia mà chị Thu Thảo mà. Nhắn lên bảng đi, nhắn lên lại bảng. Ghi chữ Thu Thảo vô. Không có ngắn thôi nha mấy chị, em cao mấy 6 luôn nha. Hộp máy với em là mã hồng, hộp này 85 ngàn nha. Biết trời đâu. 50kg trở xuống rồi nha. Không ăn, bây giờ mới ra cái bài khác gì. Coi thử coi, coi có thì bỏ lên nha. Cái gì cũng dây cương. Mã hồng đúng không? Dạ. Dạ rồi, chị cứ yên tâm đi, em dùng đơn ngày hôm qua cho mấy chị mà nha. Mai thấy rồi chị. Sơ mi cánh tiên em hết rồi chị Thu Thảo ơi. Hồi nãy em chốt chị Thu Thảo một được một cái. Chị Thu Thảo ơi, chị cố gắng đủ hai sản phẩm giúp em nha. Hồng hả hay là mã gì vậy? Hồng cho chị He Linh Vinh nha. Giá nhiêu vậy? 85 ngàn. 85k. Dạ rồi, từ từ chị Gia Minh thôi. Mấy chị ơi, mấy chị chờ em một xíu đi. 50kg trở xuống thôi nha mấy chị. 50kg mình phải cao trên 1m6 giúp em nha. Trên, ờ chưa, 56, 50kg mình phải cao trên 1m55 giúp em nha. Mấy chị thầm nói với em là mã caro đỏ này là em bán mấy chị 65 ngàn nha. Caro đỏ với chị Trinh Lê, nha. Ờ, caro đỏ là bán mã 60 ngàn đúng không? 65k. Đẹp quá trời luôn mà con nhỏ. Phong nhỏ mà, con nó nhỏ 50 ký đổ về. Mấy chị ơi, mấy chị khoan hay chốt mã nha mấy chị nha. Chờ mấy mẫu đọc số ký đấy nha các chị nha. Không thôi chốt rồi. Xong rồi mấy chị kêu là không vừa mấy chị đổi chờ trẻ tôi em lắm nha các chị nha. Tại vì em thử từng cái. Tụi em thử từng cái mà mã 1 nha. Đây là các chị ơi mình thông cảm cho em nha. Dạ rồi ok, chị xin đi vi vỏ nha. Em dùng đơn cho chị cứ yên tâm đi, em chưa có xả của ai hết á. Ngon quá nhiều. Comment giúp em là mã chị Mai em đến là chắc đồ chị đi rồi á chị ơi. Dạ 45kg thì càng tốt nha, cái đầm hồi nãy 45kg mà chị cao 1m50 là ok luôn á nha. Dạp ly 70 ngàn. 52 cái đồ đỏ em hết rồi mấy chị ơi. Dạp ly 70 ngàn, 52kg trở xuống cao trên 1m55 cho em nha. Có tia kéo bên hông á chị nha, có tia kéo bên hông nha. Mã dạp ly cho em nha. Dạp ly cho chị Huỳnh Ngọc nha, giá bao nhiêu vậy? 75 ngàn. Trời đất ơi. Nó ăn cho no, vô bự con. Nè, có cái bọc thôi. Cái đạp bọc.
Đây là trầm trung niên nha. Xem Hương giá 50k thôi. 50.000 mấy chị nha. Trầm trung niên 50.000 thôi nha. Túi là túi bằng da nha, 55kg trở xuống mặt vừa nha. Comment giúp em là mã đỏ nha, đỏ 50.000. Chị ơi, em sẽ nói số ký nên mấy chị cứ yên tâm đi nha. Đầm này đầm chung đi, em bán mấy chị 50k thôi nha. Mã đỏ nha, 50.000, 55kg trở xuống mặt vừa. Đầm đỏ chị Thùy Võ nha. Chị Thùy Võ để 50kg, 50k. Cái đa, cái đen này rất là đẹp nha, đen này 50kg trở xuống em thôi nha. Đen đẹp quá. Chồng ở dưới lên nó đỡ. Mãi ren nha mấy chị nha. Đen này 50kg trở xuống mà cao trên 1m55 với em nha. 85.000 mấy chị, đen đẹp quá trời luôn. 85.000 nha, comment với em là mã đen nha. Mã đen 85.000 mấy chị nha. Chiếc ren rất là đẹp luôn nha. Chiếc ren rất là đẹp luôn nha. 50kg mà mình phải cao trên 1m55 với em nha. Cái gì vậy? Mã gì vậy? Mã đen. Mã đen hả? Mã đen, mã ren, ren đen hay là mã đen? Mã đen. Mã đen cái chị Đô Liên nha. Chị Đô Liên ơi, cho em xin số điện thoại luôn nha, 85k đúng không? Dạ. Chị Đô Liên ơi, cho em xin số điện thoại luôn nha. Đầm trung niên luôn, xe ra hơn 50k luôn. 50.000 thôi nha mấy chị, 50.000 thôi nha. Comment giúp em là mã 100 nha, mã 150.000. Chị ơi, đầm cá rô đỏ em hết rồi chị ơi. Đầm này là form trung niên á mấy chị, comment với em là mã 100 nha. Dạ rồi có nha chị Thu Thảo ơi, chờ em một xíu thôi, tại vì em đang lên từ từ á, có đầm 45kg mặc vừa chị yên tâm nha. 45kg chị Đô Liên ơi, chị cố gắng đủ hai sản phẩm giúp em nha, bên em mới đi đơn được cho chị nha, không có chị coi mấy tiếng đồng hồ xả ra rất là ổn nha. Chị Lê Duyên ơi, bây giờ em mới thấy chị luôn, mã 100 cho chị Phi Phi nha. 50k. Bây giờ mấy chị Phi Phi mới được tính một cái. Phi Phi. Đây Phi Phi đầm mờ đó đó. Đầm này của chị Đô Liên. Đầm này 60.000 thôi nha mấy chị. Comment với em là mã 60 nha. Chị Đô Liên chia sẻ cho em. Cái đó có cái dây đàn 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 bên ha. Nè, nó nằm ở trên cái bàn. Thấy giờ có cái dây đàn hai bên. Thấy chị nha, chị Thảo ơi. Rồi mới thấy chị nè. Cái dây đàn hai bên đây nha. Cái dây nó đàn hai bên đây với em nha. Cái dây đó. Đàn hai bên đây với em 50kg trở xuống nha. Mã 60 với em nha, 60.000. 60.000. Mã 60 chị Sammy nha. Quần dập ly mấy chị nha, set này rất là dễ thương, em bán mấy chị 85.000 nha. Comment với em là mã dập ly 85.000 nha. Mã dập ly 85.000 nha mấy chị nha, tất cả đều là vải von hết nha, dễ thương hết. Rất là dễ thương nha. Mã dập ly đi mấy chị ơi. Nè, có hai cái này nè, nè. Em thấy chị Minh Tuấn Hồng Nguyễn nha. Mã dập ly đi mấy chị ơi. Dập ly cho chị Trúc Thanh nha. Mấy chị ơi, em có nói số ký mà em có nói ấy thôi. Mấy chị hạn chế đổi xả giúp em nha. Em có nói số ký và em có mặc vô luôn. Cho nên là mấy chị đừng có đổi xả giúp em nha. Đừng có đổi. Tội tụi em lắm nha mấy chị nha. Mình chắc ăn là mình mặc vừa, mình chắc ăn là mình chịu, mình ưng rồi thì mình mặc thầm may nha. Tại vì tụi em cái này chỉ có 1-2 cái mà tụi em mặc tới từng cái cho mấy chị luôn rồi nha. Comment giúp em mã này á là mã 200. Em thấy nha. Chị Phạm Thảo nha. Mã 200 rất là đẹp mấy chị nha. Có phối da nha, mã 200 này 52 cái xuống mặt vừa. 65 thôi. 52 cái xuống mặt vừa, 65.000 thôi nha mấy chị. 52 cái phối da nha, phối cả ren ở dưới luôn nha. 52 cái mấy chị mặc vừa nha. Mã 200 cho chị Helen Vinh 65k.
Ai? Dạ đúng rồi chị ơi, để cho nó giảm cân luôn, sẵn cho nó giảm cân luôn á chị ơi, chị không cần phải lo nha. Chị nói gì? Chẹt lên, ship tỉnh đồng giá 35k hết nha mấy chị nha. Chị lên nói gì? Có nha chị nha, có đầm. Đơn hàng trên 1kg nhận hàng thanh toán tiền ship nha chị có ơi. Có đầm 45kg nha chị nha. Nói chung mấy đầm mấy cái nào mà em báo 55kg trở xuống á, 50kg trở xuống là 45kg. Là 45kg chị mặc vừa luôn á. Tại vì 50kg trở xuống á, giống như cái này nè là 52kg cao trên 1m55 nha. Này 52 thầm em giúp em làm mã này là mã 99 nha, mã 99. Chị ơi chị Đô Liên ơi, chị cao 1m60 nặng 49kg là chị dư sức luôn nha. Chị bằng đẹp em luôn á. Chị bằng em á. Cái nào em mặc vừa là chị mặc vừa. Trời ơi em lại là thân chủ em đó chị. Chị à, Kiều Nương ơi. Không ngày mai em chốt đơn mất rồi chị Kiều Nương ơi. Chị ơi cái này em còn một cái nha, cái mã này 65 nha, em còn một cái thầm em lại với em mã 65 nha. Phối da hồi nãy em vừa mới mặc xong nha. Còn một cái ai mà 99 cũng ngang giá nhiêu vậy? Ờ 99 70.000. 70 dạ, mà 99 70k chị Quyên Nguyễn nha. Mã này là mã 65 đúng không? 65 thôi. À, 65 là cái mã gì cho em của em đúng không? Ờ. Set 85 mấy chị nha, còn một set. Mã 65 cho chị Thùy Võ luôn nha. Thôi dương như ai lộn mà nhờ hơi nhờ hơi chị lấy gì cũng luôn nha. Vậy mày đọc cái gì vậy chứ? Mày đọc cái gì của Hương xích đơn đi. Đọc kinh gì vậy? Đọc cái gì, đọc kinh gì vậy? Cho tự nhiên hóa hồng. Em đang kêu Hương là Hương ơi, Hương kêu cái gì Hương xích đơn. Dạ rồi từ từ nha chị ơi. Xích 85 thầm mấy với em hả? Xích 85 nha, hồi nãy em bán bán xét gì rồi. Không có tông lặng nha mấy chị nha. Em hả em bán bán xét gì rồi, bây giờ nó còn xét mà. Xét 85. Dục qua chỗ tao nè. Chị cố tình những cái dục qua bên Hương. Hồi nãy dục chị Hương quen tay rồi. Chị Minh Tuấn Hồng Nguyễn. Hồng Nga ơi, cho em xin số điện thoại nha. Minh Tuấn Hồng Nga, cho em xin số điện thoại nha. Cái này dễ Hương quá. Bánh bèo của em tự đâu Hương bánh hoa. Cái đó là của em, mua chứ. Hương ăn rồi. Thôi em lại Hương, em không có nhu cầu ăn thêm cái gì nữa đâu. Em còn bịch phở luôn kìa. Xếp Minh Tuấn Hồng Nguyễn, Hồng Nga ơi, cho em xin em không có nhu cầu được ăn. Giúp em nha, để bên em đi đơn cho chị nha. Xếp này 85.000 nha, mấy chị rất là dễ thương nha. 55kg vừa nha. Comment giúp em á là mã set 85 nha, mã set 85 đính hẹn không, đây rất lại là... đi lại lại mã này đi. Mã set đừng nên đọc mã set 85. Ờ mấy chị comment lại với em là mã sam 85 nha, sam 85 nha mấy chị nha. Sam 85 một cái. Chị là Dân Nghi Lung Nguyễn ơi, em thấy chị nha. Mã sam 85 cho em nha. Mã sam 85 đúng không? Dạ. Mã đen ở trên nè. Các chị yêu ơi, các chị yêu mình ngồi mới á. Cố gắng đủ hai sản phẩm giúp em nha, xanh 85 cho chị Sammy luôn nha. Mình chốt mã cộng số điện thoại trên cùng một comment giúp em nha, để bên em chốt nhanh không lộn hàng nha các chị nha. Xanh 85 còn cái nào? Không có cái. Mai mốt à con Hồng với Lan Vân cứ hay nhau hai đứa lăn bùm 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 treo giờ treo lên lắc là rụng thịt. Tại gì á? Gì nhà? 9-10 giờ đêm bắt ăn ăn mình chết à? Ăn đi muốn không có được đi lên máy bay đâu. Muốn sao rớt máy bay hả? Thôi không có nhu cầu đâu. Đúng rồi đó. Chị ơi em ở đủ cái này mập luôn, cái này rộng luôn, nãy giờ chắc được một cái rộng đó. Cái này là 55kg vừa. 55kg vừa nha, comment em thấy chị nha. Chị Phạm Thảo ơi, chị Phạm Thảo chốt mãi không thấy mà chị cứ nhắn hả, tin thấy em nhắn thấy em không là thấy à. Cái gì mà mãi gì vậy? Vậy em chưa, tôi chưa đọc máu mà. Comment với em là mã này 70.000, comment với em mã set 70 nha. Mã set 70 đi mấy chị ơi. Trời ơi, con Vân nó giục con quăng đầy dưới đất, con ấp lạnh. Kệ nó, thích ra gì quăng. Cái gì? Con Vân nó giục đầy dưới đất, con không lạnh. Có cái áo nè. Áo nè. Cái áo giục ở đây đi. Áo bỏ vô trong bao quên. Bán luôn đi. Bỏ trong bao đi, lát bán cái áo đó xong. Lấy bán hoài. Từ từ. Cái gì, chốt cái gì vậy? Xét thổng, xét 70. Xét 70 cho chị Sammy nha. Xăm 50 với em nha, xăm 50 với chị nha. Xăm 50 nha, 50.000, 55kg vừa nha. 55kg vừa.
25kg vừa đúng không? Ừ. Dạ rồi, từ từ chị ơi, tại vì em còn nhiều mẫu em không có biết được á. Còn rất là nhiều mấy chị ơi. Thôi đi đây. Ai? Đâu vậy? Đâu ạ? Giờ này đi đâu? Xanh 50 chị Hồng Nhung nha. Chị Hồng Nhung ơi, chị cố gắng đủ hai sản phẩm giúp em nha, để bên em đi đơn cho chị nha. Mã này 52kg vừa nha, comment giúp em. Bên là mã đầm đi. Nha. Mã đầm nha, mã đầm này 85.000 mấy chị nha. Chị Hồng Nhung ơi, chị cho em lại số điện thoại xem nó có đúng không. Chị sẽ coi lại dùm em số điện thoại coi nó có đúng không nha. Để em sửa số điện thoại nha. Dư một số 3 hay gì vậy đó. Ừ, dư số 0. Gì mà dư số 0. Cái này là gì vậy? Đầm này nhiêu vậy? Mã đầm 85. Mã này mã gì? Mã đầm 85. Mã đầm 85 nha. Có một ly nha chị nha. Có là có một ly. Có. Chị Hồng Nhung ơi, chị kiểm tra lại số điện thoại dùm em nha. Mà đủ hai sản phẩm giúp em nha. Rồi đúng rồi. Cầm coi lại thử coi đúng không? 10 số đó, em đếm là 10 số mã đó. Nha. Trời ơi, mấy chị ơi, mấy chị cho số điện thoại giờ bấm nha các chị nha. Nhiều chị cho em số điện thoại xem ngày sau em điện là số điện thoại sai đó các chị ơi. Mã đầm cho chị Ngọc Huyền, mã đầm 85 cho chị Ngọc Huyền. Chị Ngọc Huyền cho em xin số điện thoại luôn Ngọc nha. Huyền khỏi chị này rất giỏi phải không? Em coi cái đợi điện. Phải không? Đúng rồi, chị Ngọc Huyền. Chưa thương mại giỏi. Nguyễn Thị Kim Dung. Đây này anh, để em lấy. Để nó lấy cho em. Cái bật hồi chiều ở đây đợi xíu. Kêu đợi xíu đi anh. Xét này 55kg vừa, xét khổ cẩm 55kg vừa hồi nãy có mặt rồi nha mấy chị nha. Comment với em mã khổ cẩm nha. Mã khổ cẩm này 70.000 mấy chị nha, 55kg vừa nha. 55kg vừa mấy chị nha, comment với em là mã khổ cẩm nha. Chị ơi từ từ mấy chị ơi. Mã thổ cẩm với chị Mimi Nguyễn nha. Xét này 85.000 mấy chị nha. Đầm này 85.000 nha. Này bị hoang ca đúng không? Để tầm 70.000. Đầm này 52 cái chỗ xuống vừa nha. Comment giúp em là mã 215 nha. Mã 215 52 cái vừa nha. Đẹp quá vậy. Cô yếm hả? Rồi. 215. Hôm nay đầy lại. Không dám đâu. 215 bao nhiêu ký vừa vậy? 52 ký vừa. 52 ký vừa. Giá bao nhiêu? 85. Cái này là cột đằng sau. 215 hả? Mã 215. 215 nha. Mã này là mã 215 nha mấy chị nha. 215 cho chị Ngọc Huyền luôn nha. Ê thử cái set xanh trắng đen nữa đi. Hồi lạc cái áo vậy. Ờ cái quần đó cái áo rồi. Mặc áo rồi. Coi là cái nào quần giả váy hay cái gì nhớ nói nha. À cái quần. Quần. Xét này 52kg vừa nha. 52kg vừa mấy chị nha. Cãi nhau y xèo. Dạ ok chị Thùy Võ nha. Xét thổ cảm lát nó còn để chị nha. Dạ. Comment với em là mã trắng đen. Trắng đen này mấy chị ơi 70.000 nha. Trắng đen 70.000. Bao nhiêu tiếng được? 52kg vừa. Trắng đen nha mấy chị nha. Hưng Phung coi diễn cho em nha. Trắng đen nha mấy chị ơi. 70k thôi nha. Trắng đen nha chị Hiền Lê, cho em xin số điện thoại luôn nha. Các chị yêu ơi, vui lòng comment cho em mã và số điện thoại lên cùng một comment nha. Để bên em chốt cho nhanh nha. Chốt cho nhanh không lộn hàng. Cái này rất là dễ thương luôn nha mấy chị nha, lấp lánh luôn nha. Em bán mấy chị set này 65.000 thôi nha. Comment giúp em á là mã 65.000 đồng. Chị Hiền Lê ơi, cho em lại số điện thoại đi chị ơi. Mã 65 cho em nha. Chốt đúng mã giúp em đi chị Thanh Thảo ơi. Mã 65 chị. 65 này 50kg trở xuống thôi nha mấy chị nha. Mã 65 cho em nha. Đây dân cùng đưa mình cái điện thoại. Cái điện thoại tan á. Ông chết quá. Nhờ vã mà còn kêu dân khùng quá. Nè. Dân không có khùng. Dân không có khùng. Nên chỉ ăn nhiều thôi. Ê, ăn nhiều chưa lại bạn nha bạn. 25 ngàn bún thịt nướng mà ăn còn hết nha. Thôi nha. Biết gì không? Nãy nó mới ăn cơm xong cái thấy thằng Giang nướng dứt luôn. 65 cho chị Sammy nha. Nó ăn kinh hồn luôn. Mà có ăn hết đâu, gần hết rồi. Bỏ chưa? Em bỏ xong sao bỏ qua bịch cuốn giống. Nó ăn thôi bị giỏi nha.
Maxi này hồi nãy là 70.000 mấy chị nha, không biết em là 70 chết em luôn. 55 mãi dập ly 70 52 cái giữ xuống nha, mãi dập ly nha, 70.000 52 cái giữ xuống. Cái nhà này sao mỗi lần cứ tới chuyện ăn uống là cãi nhau là sao đó. Cãi nhau y xèo. Cãi nhau y xèo với nhau. Mày nha, mày ăn cũng hết nha, mày ăn cho tao. Ờ, mày, hôm nay mày ăn không hết rồi, ngày mai tao không cho mày ăn. Không có cái vấn đề gì, không phải là dành ăn mà là dập mày đấy. Dập ly phi nha. Ui, quá đấy. Phải mà dành ăn không nói. Ừ. Cái đó đẹp quá à. Này là ép ăn, dồn ăn. Ờ, mày đi. Ôi, bé gì của Hương thì u. Sao không dùng câu nói quyền lực với Hương? Không mệt quá, hôm nay không mệt. Bất lực rồi. Cái gì nói gì? Không mệt quá rồi. Mấy chị ơi, xếp này 45kg trở xuống thôi nha. 45kg trở xuống cho em thôi nha, mà không có dựa. 45kg trở xuống thôi nha. 45kg đúng không? Không, mà không có dựa luôn. 45kg trở xuống nha. Comment với xếp này mấy chị 55kg. Chị Lê Duyên ơi, chị đừng buồn em nha. Thật sự là mỗi mỗi chỉ có một cái thôi. Chứ 55kg trước là em chốt á. Comment giùm em xếp đó là xếp riêng đi. Xếp riêng được rồi nha. 45kg trở xuống thôi nha mấy chị, 55.000. Xếp gì? Xếp riêng. Xếp riêng nha mấy chị nha. 55k nha. Mã là xếp riêng. 45kg trở xuống nha. Xếp riêng đi mấy chị ơi. Đúng rồi, lấy giúp em đi các chị ơi. Comment với em mã sọc nha, mã sọc 55kg mặc vừa. Mã sọc này em bán mấy chị 65.000 nha, 55kg mặc vừa mã sọc này nha. Xếp riêng cho chị à. Xếp riêng cho chị Quyên Nguyễn nha. Mã sọc này nha mấy chị nha, mã sọc này 65.000, 55kg trở xuống. Mã sọc bao nhiêu? 65k đúng không? 65kg trở xuống. Mã sọc. Trời đất ơi, mã sọc cho chị Sammy nha, con này mất nết. Ồ, dục đồ thì chứ. Tại vì cái này là vải gì á, nó bay kìa. Không, để lâu lắm mà phải thấy trình trang vô nè. Trình trang như lẻ vô. Ồ, lẻ quá em biết. Mã này đằng trước hay đằng sau nó có đen dây mấy chị nha. Rất là đẹp luôn, cái này rất là đẹp luôn, em nói thiệt luôn nha. Cái này mấy chị 50kg trở xuống cho em thôi nha. 50kg trở xuống thôi nha mấy chị nha. Xếp này em bán mấy chị 80.000, comment với em là mã hoa nha. Mã hoa này 80.000, 50kg trở xuống với điều kiện là mình phải cao cho được mấy 55 với em nha. Với điều kiện là mình phải cao trên 1m55 giúp em nha. Cái đó là đuôi cá. Chị ơi, xếp riêng. Xếp riêng em coi, comment bên em thôi nha mấy chị nha. Tính theo mấy chủ bên em nha các chị yêu nha. Em thấy chị Lê Trang nha chị ơi. Chị Lê Trang chị comment chắc cũng mấy chục bận rồi đó. Sao mà mấy chị cứ nhắn như vậy nè, mình thấy nha mà cứ comment chốt mãi không thấy. Không hiểu sao. Cái này là gì vậy? Cái gì? Hoa, mã hoa hả Hồng? Mã hoa. Hoa này 80.000. Chị, hoa cho chị Sammy nha chị nha. Sammy à. Ê mày lột mày bỏ vô cái bọc không? Thôi vô lấy đi. Maxi nha mấy chị nha, Maxi rất là dễ thương. 85.000, comment giúp em là mã Maxi nha. Hai đội gu của em nha. Mã Maxi 85.000. Đúng rồi, Tiger chén. Tiger nó chén rồi, đội gu xương kem. Đẹp quá ta. Mã Maxi 85.000 nha. Nói nhà mình gu lao vậy, uống nước rau má này kia đó trời. Chị Lê Duyên ơi, chị thông cảm cho em đi nha. Dạ chị Lê Duyên ơi, chị do mạng của chị ấy, chị ơi chị thoát ra chị vô lại giúp em đi chị. Tại vì bên em tính là theo mấy chủ bên em á, là ai lên trước em sẽ chốt trước để công bằng với tất cả các chị nha. Em chào chị Đặng Thế Hải nha chị nha. Còn người chị Ngân Ngân, chị comment chị Ngân Ngân ơi, chị thoát ra chị vô lại giúp em đi chị ơi. Cái mã hoa ở trên là em mình nè. Rồi cái Maxi luôn kìa chị. Maxi cho chị à. Phương Phạm Thị nhá. Maxi 85. Hỏi tiếp. Cái này cứ từ từ mà chứ không phải gấp. Nè, có co giãn. Đầm này cái lưng thung có co giãn nha, 50kg trở xuống cho em nha. 50kg trở xuống mấy chị nha. Chị Lê Trang chị cống coi từ đầu lan đến giờ chưa mua. Ngân Ngân nè, chị Lê Trang nè.
Comment với em là nó đen trắng nha, đen trắng mấy chị nha. Chị Thanh Thảo đen trắng nha. Chị Thanh Thảo cũng từ chiều tới giờ. Chị Thanh Thảo này rồi, Thanh Thảo này Bình Thạnh nè. À, chị cũng từ chiều tới giờ còn chưa chốt cho chị cái này hết. Đen trắng 50kg đổ về nha. Bà giá bao nhiêu luôn hàng đồ? 50kg trở về nha mấy chị nha, 80.000 nha. 50kg trở về 80.000 nha mấy chị nha. Chị Nhung Hà, chị Hồng, chị Nhung Hồng, ở Hồng Nhung nha. Chị Hồng Nhung cái gì? Hồng em mới lấy chị Lê Duyên nha, chị Lê Duyên ơi. Bà còn cái máy quẹt trên tường á, giờ bà qua bà nếu mẹ không đến nhà rồi bà nói bà đợi tí. Thì cho bà đợi đi, kệ bà đi em. Cho bà đợi đi. Thì kệ bà đợi. Cho bà đợi. Ờ kêu chị ơi, chị cố gắng đợi tại vì giờ làm có chưa. Giờ ra về rồi la la xe đi về quê đúng không? Không. Con nhỏ kìa kìa. Cái bà phòng cũ bà còn cái máy quẹt. Ai biểu thì chịu lấy. Giờ bà lại thấy mà bà không thấy trước, giờ bà mới lại mà bắt cái phòng vậy. Cứ ngồi đó chờ đi. Ê, cứ kêu cứ ngồi đó chờ chừng nào. Cứ ngồi đó chờ đi. Giờ em chưa tăng làm, chị rối quá. Comment với em là má xanh nha, má bộ xanh. Em là chị nghĩ em là ai? Muốn tới là gặp sao? Phải bút lịch chứ chị. Má xi nha mấy chị, 60-65 nghìn thôi nha. 65k nha, 55kg mặt vừa. Trời ơi chị ơi, em cũng muốn để cho chị lắm nha chị nha. Em không có phải là em không chị muốn Thanh Thảo ơi, mẹ nhìn chậm quá chị yêu ơi. Chị thấy ra chị vô lại giúp em chị yêu. Cái gì mã này, mã gì vậy? Mã xanh. Mã xanh. Để bọc vào không? Bọc sau cái mã xanh này 65k nha. Mấy chị ơi, mấy chị lấy mấy chị phải cho em luôn cả số điện thoại nha. Chị nào là khách lạ nha, muốn chốt trên cùng một comment nha. Chị Phạm Thảo ơi, chị phải cho em xin số điện thoại bên em mới chốt đơn cho chị nha. Cái hình này dễ thương quá chị. Với lại chị phải đủ hai sản phẩm giúp em nha chị Phạm Thảo ơi. Cái hình này quá trời dễ thương luôn nha. Hình này rất là dễ thương với chị nha. Comment giúp em mã này á. Khoan nha, để em bán số ký. Mã xanh này là em chốt cho chị Phạm Thảo thôi. Chị phải cho em xin số điện thoại nữa nha. Comment với em mã này là mã 55 nha. Mã 55, 55 nghìn, 55kg vừa, 55 chóng mặt luôn. 55 nha. Chị ơi, chị có đổi số đầu không chị Phạm Thảo ơi? Đầu em thấy chị anh My Phạm nha. Chị đổi số đầu thì chị cho em số đổi luôn chị nha. Chị Phạm Thảo ơi, cho em lại số đổi đi chị. Số này nghỉ liên lạc được rồi chị ơi. Chị Phạm Thảo lên mã xanh đúng không? Ừ. Đợi xíu lát ghi lại. Mã 55 cho chị Sammy luôn nha. 55 là cái con voi nè. Mấy chị ơi, chị nào đổi số đầu mà chưa cho em số đổi thì là vui lòng cho em xin lại số đổi luôn nha. Ơi cái đó là thơm hương cái áo dục rồi đi. Đầm hương mặt. À có áo. Hương hương đem mặc cái đầm nào vậy? Em đang gọi bộ đồ nhà. Hồi nãy mình like lúc mấy giờ? Lúc 6 giờ em 6 giờ rưỡi. Mới 2 tiếng. Chị ra cho bả được không? Kệ bả đi. Cho bả đứng bả đợi đi. Giờ 2 tiếng rưỡi nghỉ. Kìa giờ hỏi mấy chị là vô mà dơ lên mấy chị chốt thì em vô em lên. Không được. Chốt quá nhưng mà thôi. Này mấy chị không được kỹ. Vô lên mấy chị vô thì chứ em lại không vừa. Em không thử với mấy chị xem được. Em thử là nứt đồ. Nét này quá đẹp luôn nha. Rồi đút giúp em cái này em bán mấy chị 75.000 nha. Xem. Kéo lại là ôm em nha. Comment giúp em là trời ơi chị thì bỏ nha. Để nó mình xếp luôn thì mã xếp 75.000 mấy chị 75k nha. Hả? Chị yêu nãy tên gì quên mất tiêu rồi. Chị yêu Phạm Thảo ơi, cho em lại số điện thoại đổi chị ơi. Không cho số điện thoại đổi em xả ra em chốt lại nha chị ơi. Xếp 75 nè. Xếp 75 luôn mã gì? Mã xếp 75. Bọc đi bọc đi. Xếp 75 cho chị Hen Anh Vinh nha. Để em rén em mặc lẹ. Lấy gì cho bả ra cái tội đó. Nó mà chị đợi đi chứ giờ em còn đang đi làm mà. Em chưa có đợi là đợi, nó đợi chứ chắc rồi đó. Chứ không có về được đâu. Kệ cho tao ngồi uống cà phê em. Đợi thôi, kêu chị ơi 12 giờ khuya mới về. Đợi được không? Là bác già rồi chị, bà già. Bà già. Ê, cái đó là tàu kèm nhớ. Bà già, bà gì mới tội á. Xét hoa nha, xét hoa nha. Xét hoa này 50.000 thôi nha mấy chị. 50 thôi được rồi. Dạ, 50.000 thôi nha mấy chị, 50kg trở xuống thôi nha. Tại vì cái xét hoa này màu hoa nha mấy chị nha, 50k thôi. À, cái xếp vàng em còn một cái, cái xếp vàng hồi nãy em còn một cái, chị nào lấy comment cho em là mã vàng nha. Xếp vàng hồi nãy em còn một cái mấy chị giành giật, bây giờ em còn một xếp nha, comment mã vàng 85.000 nha. Mã vàng 85.000, vàng 85 cho em nha. Hoa cho chị Sammy luôn nè, vàng 85 nè. Hoa cho Sammy nè. Vàng cái chị Kim Chi đổ luôn nha, chị Kim Chi đổ, chị cố gắng đủ có hai đơn hàng giúp em nha. Kim Chi đổ cà phê.
Cố gắng đủ hai đơn hàng giúp em ship nha chị yêu ơi. Không đủ hai đơn hàng em xả tội lắm nè. Công mình ngồi xem like nha các chị nha. Chị Phạm Thảo ơi, chờ mà em chờ chị một xíu nữa mà chị không cho em lại số điện thoại đổi là em xả bán lại cho người khác cho chị ơi. Chứ không chờ mình được đâu nha chị nha. Cái chiếc này nó rất là đẹp. Chứ số điện thoại này là nghĩ đến lạc được rồi. Thầm cố gắng em thì mã đen. Dạ chị Kim Chi. Cố gắng nha chị nha. Đen sơ mi 85.000. Thầm mấy cái mã đen nha. Mấy chị ơi cho em luôn cả số điện thoại đi chị ơi. Đen 85.000 rồi. Đen sơ mi. Mã đen 85.000. Maxi với chị nha. Maxi nha. Maxi này em xem mấy chị 65.000. Thầm mấy cái mã 65.000. Bọc sâu thêm. Mã 65 nha. Mã 65.000 luôn nha. Còn cái nào nữa không? Em ơi cái nữa. Mã đó gì vậy? Mã này là mã đen. Ồ mã kia là mã kia là mã 65. Đây là mã maxi. Đen sơ mi. Dạ luôn nha mấy chị. Thôi thôi anh nữa hỏi em lại anh Di đừng có nhắc tới anh nữa được không? Ngày nào cũng mất ăn ăn một đống xong bắt đầu mới hạ về. Trời ơi em mà mập là tại anh Duy chết thiệt á. Tết em về mẹ em nghỉ nhận đây em luôn. Xét nha mấy chị áo đây nha. 50kg trở xuống mặc vừa thầm mấy nha. Mã xét đen 85.000 nha. Mã xét đen nha. Mã xét đen 85.000. 50kg trở xuống mặc vừa. Mã này mã 65k không ai chốt rồi chị. 65k cái maxi này xinh mà đó. Tại vì cái nó tao bán lại cái này đi Hồng. Tại vì cái maxi nó làm nó tao không mặc chưa. Giờ lâu ấy không cái gì vậy? Mã đó mày mã này mã gì vậy? Mã 85 nó mã gì vậy? Mã này là mã set đen. Mã 15 cho chị La Tiên nha, chị La Tiên ơi, chị cho em luôn số điện thoại và chị phải chị La Tiên làm tin nhắn của hai sản phẩm giúp em nha. La Tiên có nhắn. Chị La Tiên chị ở sáng đúng không chị Hương? Không biết. Chị là cái chị mất đơn hả? Không, tin rồi, cao tin cao, còn chị La Tiên này quen vẫn chốt. Chị La Tiên hình như hồi lúc mà chị hay mua trên vậy. Chị La Tiên ơi, cố gắng đủ hai sản phẩm giúp em nha. Mã xanh nha. Cố gắng đủ hai sản phẩm giúp em đi chị La Tiên ơi, để em đi hàng cho mình chị nha. La Tiên hình như em gian cái gì quên rồi. Khách dạ rồi ok, để em mặc một mã khác nha. Mặc mã khác khác nha. Dạ. Mấy chị ơi, cái này 50kg xuống mặc vừa thôi nha. Comment với em là mã 55 nha, 55.000. Các chị yêu mình khoan hãy vội chốt nha các chị nha. Bên em đặt số ký rồi mình hãy chốt nha. Đừng hạn chế đổi xẻ giúp em nha các chị nha. Chị cái cũ mà em biết chị nha, chị La Tiên. Cái mã xăm này nè. Mã này đẹp lắm mấy chị nha, rất là đẹp luôn nha. 55.000. Mã 55 cho chị Hồng Nhung nha. 75.000 là nha. Cái này đúng không? Đúng rồi. Mấy em là mã 70.000 nha. Mã 70.000 mấy chị nha. Mã 70.000 rất là đẹp luôn. Em gấp lại lần nó cột rồi. Ây da, sao cứ thích kiếm chị trời. Ngày nào cũng đánh em như con hết á. Nó bậy, nó bậy. Cái này là cái gì vậy? Có quần mà. Phải không? Dùm một cái quần ở trong rồi đắm ở ngoài. Mã 70. Cái gì 70 hả? 70 đâu cái nào? Mã đó là cái xanh này nè. À cho chị Huệ Nguyễn. Chị Huệ Nguyễn cho em xin số điện thoại nha. Chị Huệ Nguyễn này cũng quen mà đúng không? Huệ Nguyễn đúng không? Huệ Nguyễn đúng rồi, quen. Chị ơi hôm nay không mang áo kiểu đó chị ơi. Dạ hôm nay không có lai áo nha. Xếp này mấy chị comment giùm em là mã 150. Chị Huệ Nguyễn ơi cố gắng đủ hai sản phẩm giúp em nha. Mã 150, 52kg vừa nha. Có quần bên trong nha. Có quần bên trong mấy chị nha. 85k đúng không? 70 đúng không? Để biết chút đơn. Mã này mã gì vậy? 150 hả? 150 mở ra một thịt nữa. Mà nó đúng tham ăn luôn. Kìa anh Di hả? Ra xin anh Di, anh Di có nhu cầu cho mẹ ăn á. Thôi, không có ăn nữa đâu. Nãy giờ ông bắt tao ăn rồi mà tao không có nhu cầu. Không ăn gì hết, no. Sammy nha, 150. Đừng em like anh Di. Mở cửa ra hỏi ăn gì hả? Lại luôn em muốn lại. Cái này hồi nãy em có một cái rồi em bán với chị 60.000 nha. Chị nào lấy comment với em là mã xanh 60 nha. Đậm thô xanh mặt 60 hình nha. Hồi nãy có một cái trang vậy mặt rất là đẹp mấy chị nha. Xanh 60 nha. Cái này hôm trước bán 50.000 mấy chị nha. Bán 50.000 rất là đẹp nha. Khoác chui 50.000 comment với em là mã khoác chui nha. Khoác chui 50.000.
chị ơi em không hình như dạ chị ngon ngon ơi, thật sự là em không thấy chị luôn á, chứ không phải là không muốn bán hàng cho chị đâu, các comment chốt hàng của chị em không hề thấy luôn đó chị, em nói thiệt. Chị thoát ra chị vô lại giúp em đi, chị ngăn ngăn coi nó có hết không chị ơi. Chứ em không thấy comment chốt hàng của chị, em không biết chị mua cái gì luôn đó chị. Sẵn sống thôi cho chị Sammy nè. Em một cái ren. Chị Sammy ơi, chị chốt một lần thôi chị yêu, em thấy rồi, comment của chị nha chị nha. Ren này em còn một cái nha. Khoát chui cho chị Sammy luôn nha. Chị nào lấy comment cho em là mã ren đen nha, ren đen 85. Ren đen 85 còn một cái luôn nha. Hồi nãy giờ em bán cái này rất là đồ luôn nha, 85. Khoát chui em hết rồi nha các chị yêu nha, một cái duy nhất à. 50 đúng không? Khoát chui 50. Khoát chui 50 ngàn thôi à. Tại trước mình cũng mấy 50 á. Đó kìa. Rồi chị Phạm Thảo, giờ chị mới cho lại số điện thoại đi, cái này đừng lấy của chị đúng không? Đây. Ghi lại số điện thoại đi chị Phạm của chị Phạm Thảo đi, nãy giờ em chờ chị hoài. Hên là còn ở đây đó chị ơi. Thôi nó xả mất tiêu rồi. Chị Phạm Thảo ơi, vui lòng tranh thủ đủ cho em 3 đơn hàng, 2 đơn hàng nha, 2 đơn để em đi cho mình liền nha. Đen cho chị Latin nha. Sơ mi trắng này 52, cái chữ xuống mặt vừa 65. Ê, cái cổ đó như là cổ trụ á, kéo cái cổ đang quen. Comment với em là mã sơ mi trắng nha. Ê, sao con này nó không dán gì vậy? Từ em đang là mã sơ mi trắng nha. Mã sơ mi trắng này 52, cái chữ xuống mặt vừa. Áo khoác chui đầm ren cho chị Lê Tiên nè. Bao nhiêu tiền? 55. Phương có ghi rồi, có đó bao nhiêu tiền? Cái này mấy chị 65 nghìn. 65k đúng không? Sơ mi trắng nha chị. Sơ mi trắng đúng không? Sơ mi trắng cái chị Đông Nghi Lưu Nguyễn nha. Chị Đông Nghi Lưu Nguyễn ơi, cố gắng đủ 2 sản phẩm giúp em nha. Cái xanh này là chưa? Cái đầm này rất là đẹp mấy chị nha. Hôm qua em like còn 6 một cái nha. Chị nào lấy comment với em là mã đầm nha, 75.000 nha. Mã đầm 75, một cái đầm ở trong và một cái ren ở ngoài. Đầm 75.000 nha. Một cái đầm ở trong và một cái đầm ren ở ngoài nha. Đầm 75 cho em nha, rất là đẹp luôn nha. Hôm qua có một đen trắng. Chị chốt gì chị chốt không có được, bữa nay còn một cái trắng nha, đầm 75 em. Đông Nghi Lương Nguyễn ơi, đủ 3 đơn hàng, đủ 2 đơn hàng giúp em chị nha. Cái này đẹp quá trời luôn. Đầm 75 đúng không? Hôm qua mấy bả chốt không được nữa các chị, cái này đẹp quá trời. 85.000 mấy chị nha. 52 cái giữa xuống buồn nha. Đầm 75 cho chị Phạm Thảo luôn nha. Có mấy cái viền màu vàng rất là đẹp luôn nha. Đầm 75 cho chị Phạm Thảo luôn nè. Còn mấy em làm ở viền vàng nha. Viền vàng này 52 cái giữa xuống mặt vừa, rất là dễ thương luôn nha. Mã viền vàng cho em có tia kéo bên hông, 52 cái giữa xuống mặt vừa. 52 là phải cao trên mét 55 mấy chị nha. Viền vàng hả? Viền vàng đúng không? Bao nhiêu vậy? 85.000. Cái này quá trời đẹp luôn. Rất là đẹp. Viền vàng cho chị Sammy luôn nha. Nè. Đen còn một cái nữa nè mấy chị. Phải làm đó. Nhưng mà nó khác cái họa tiết, nó khác em mà mấy chị xem nha. Cái này nó ôm phôm hơn cái hồi nãy luôn. Vẫn là cái đầm đen nhưng mà vải nó mềm hơn một tí, phôm nó không cứng bằng cái hồi nãy nha. Chị nào lấy cái mã này, mã này nó 85.000 nha mấy chị ơi, 85.000 nha. Đợi một tí mặc mấy chị xem phôm nha. Rất là đẹp luôn, phôm mềm rất là đẹp, mặc rất là dễ chịu. Mã gì ạ? Chưa đọc mã chị. Thôi cái này em bán ngắn lắm. Em xem cho mấy chị nha. Em xem mấy chị cái này 65.000 nha. Tại vì mấy chị cái này nó hơi ngắn. Em cao 1m6 là em mặc nó vừa đúng luôn á. Chị nào cao hơn em là mặc không được đâu nha. 65.000 thôi mấy chị mã xem 65. Xem 65 ấy ạ. Em xem 65k nha. Phong này nó nhỏ mà nó ngắn nha em nha. Mã xem 65 đúng không? Xem 65 đi mấy chị ơi. Cái nhà nó đóng kinh hoài luôn. Khỏe đó. Hay 9 giờ nha, chị mới 9 giờ luôn. 9 giờ. Chị ra 2 tiếng mấy rồi. 10 phút nữa chị 9 giờ. À 10 phút nữa rồi chứ. Xem 65 chị Thùy Võ nha. Em chém thôi thiệt chứ. Mấy chị ơi đem nó đi làm tội hoài. Tại vì bây giờ thấy tội lắm rồi. Dân luôn làm mà dơ đi. Tại cái này hôm qua con xem bao nhiêu bạc? Khác cùng khác. Thôi em sẽ cầm em sẽ dơ mình nè. Chị ơi mấy cái đò này á là dưới 55kg hay cái gì nha. Em là 55kg, em không thử thể nào thử vừa mấy bộ này. Em mà đút vô là tét bà nữa. Đây là cái chị nào dưới 55kg nha. Thôi bữa nay tắt sớm nữa tí. Xét giúp em nha, xét này à. Hôm qua em bấy 65.000 thôi nha mấy chị, 65 nha. Thầm mấy gì mà xét 65. 52 chữ xuống mặt vừa nha.
Này chắc ốc sốt nửa tiếng mấy chị rồi. Chết 65. Em có người đời không? Đời quẹt. Em có người đời quẹt. Chết 65 luôn không? Ừ. Khổ tâm lắm. Xét, mã xét. Mã xét 65. Cho chị. Thế hồi sáng mai em về cái là bắt tóc chín miên à. Xét cho chị Đông Nghi Lưu Nguyễn luôn nha. Ê cái này là à, nó có một cái re ở trong nha mấy chị. Có một cái re ở trong thôi, không mặc ra đâu. Em vô mấy chị thấy thôi nha. Xét này mấy chị 55kg vừa na form nó như là dạng Barbie doll. Nó có một cái re ở trong như thế này nha mấy chị. Em bán mấy chị xét này là 70.000 nha. Comment với em là mã xét 70 nha. Nó có một cái áo bờ ra bên trong nha, để khỏi lộ nha. Ờ, để khỏi lộ ngực có mấy chị, mã 70 nha. Cầm dơ dơ ghê quá. Đây nha mấy chị, có một cái áo ra trong nha, mã 70 chị. Xong rồi em thật sự là em chịu luôn á. Mã 70 nha. Mã 70. Bây giờ mấy chị nói gì nói em. Mã 70 chị ra tiên nha. Cái gì vậy? Sao em chờ là không giải thích thôi chị không? Mỏi miệng quá, mỏi miệng. Bất lực. Bất lực. Giờ là không giải thích nữa, em mỏi miệng quá rồi. Thì không, ngày mai hơn mình đi mua cái băng là mình thâu với chị nào mà nói gì nữa mình mở lên chứ mình hết nói rồi. Không, mình sẽ thâu trước, mình sẽ dự đoán trước những gì mà các chị sẽ nói. Tại sao em không có là... Tại sao? Tới cái nào là kêu dân mày mở cái đó. Dân tu tu là nó có một mỗi mẫu nó có một cái à, nên là chị yêu nè mình nhanh nhất em chốt với chị yêu đó nha. Xét nha mấy chị, xét này bây giờ em không biết mặc sao nữa nha. Đây nha mấy chị, đây sau nó hỏi cái lên nha. Hỏi nó đi. Sale 50 đi. Lỗi cái sale 50 đi. Chị nào lấy comment với em là mã 50 nha. Xét này nó hơi khó mặc nha mấy chị, đằng sau nó hỏi cái lưng như thế này, kiểu zoom mấy nha mấy chị. Chị nào lấy em sale 50.000 thôi nha. 50.000. Thôi cứ ở đây nó không lấy, nó phải lấy đằng sau chứ. Đâu? Cái này hả? Mấy này xong hết rồi. Có mở đâu biết sao. Mấy cái này là mấy cái nhỏ mà không vừa với mấy cái to là to nè. Cái này hồi nãy em có một cái. Không phải, không có cái nào hết đó. À giống cái này là dùng không có riêng nha. Chị ơi 50 cái mã mà đó hồi nãy em hết mất rồi nha chị nha. Chị Thùy Võ nè, mã 50 nè. Cái này em xem mấy chị 55 nha. Còn mấy cái là mã 55 nha. 55 mấy chị mặc kèm một cái quần đó, ở trong cho em nha. Mặc kèm một cái quần ở trong cho em. Cái mã này mấy chị 48 cái chữ xuống thôi nha. Không hơn được nha mấy chị, 48 cái chữ xuống đúng thôi nha. Tại vì em ngó rồi em mà không có vừa rồi. Dạ hết rồi chị ơi. Mã đó nhiêu? 55.000. Nó khối chung rất là đẹp. 48 cái chữ xuống thôi. Mã 55 cái gì á? Mã 55 cho chị Sammy luôn nha. Đây cái đầm trắng rất là đẹp nha, 55.000 luôn nha. Đầm trắng form đơn giản 55 nhưng mà mặc cực dễ thương luôn. Em không có quần chút satin đâu chị ơi. Chị nào lấy comment cho em là mã đầm trắng nha, đầm trắng 55.000 quá dễ thương luôn. Quần chất satin, satin là cái gì không? Giống như cái monkey. Là đầm nha mấy chị, đầm khối rất là đẹp, cái này giống quần nhân lắm. Cái cặp này giống sọc quần nhân lắm. Đầm rất là đẹp luôn. Đầm này đầm trắng đúng không ạ? Dạ, đầm trắng. Đầm trắng với chị Di Lâm nha, chị Di Lâm ơi cố gắng đủ hai sân hàng giúp em nha, để em đi hàng cho chị nha. Dạ các chị yêu ơi, với lại mai em chích đơn là đi hết nha các chị nha. Đơn hàng rất là nhiều, em không thể nào giữ cho các chị nào được nha. Nên là chị yêu nào mình đã đủ hai đơn hàng rồi là em chích là đi nha các chị nha. Ê bà kia sao bà kia máy. Biết rồi, hiểu rồi. Em á. Đây nha mấy chị, đầm này 50kg trở xuống cho em. Dạ không nha chị Song Hương. 85.000 thầm mấy với em là mã 50 nha, mã 50 85.000 nha. Mã 50 85.000. Đẹp rất đẹp luôn, vải cực kỳ đẹp luôn nha. Mã 50 chị Quyên Nguyễn nha. Đầm đen hồi nãy em còn một cái 85.000 luôn nha. Đây nha mấy chị. Rất là đẹp luôn nha, em còn đúng một cái duy nhất luôn còn nha. Còn bao nhiêu kiếm mặc rồi luôn. Cái này hồi nãy 52 cái chữ xuống thôi nha mấy chị, 52 cái chữ xuống thôi, vải nó có co giữ nhẹ luôn nha. Thôi nó 85.000, comment với em là mã 52 nha. Mã 52 85.000. Màu đen hơi bị nhiều nhưng mà màu đen mấy chị rất là dễ mặc. À 52 có 2 cái nha. 52 có 2 cái, 52 chị xăm mươi một cái. Có tia ké đằng sau nha, rất là đẹp luôn. Cái này em mặc mà mấy chị không có để chốt luôn á. Bây giờ nó lạc loại 2 cái. 52 chị xăm mươi một cái nè, giá chị có 80k thôi nha. 85 à, 85k. 52 chị kim chi đổ luôn nha. Cái đầm đen này mình lấy mình mặc lẻ được luôn nha mấy chị. Em không có mặc ngược, nó đang sợ cái gì. À cái đó là cái set, nguyên set rồi. Nè cái này mặc cái chân.
Thôi kể đi, kể đi, kể đi. Vô lên chị thấy rồi. Cái này mặc ở trong á chị nha. Comment với em là mã sọc nha. Mã sọc này 85.000 rất là đẹp nha. Mặc ở trong, còn không thì mình mặc ở ngoài như em là mình được một cái set rất là đẹp nha. Không thích thì mình mặc cái này thôi cũng được. Mặc kèm một cái áo khoác cũng được rất là đẹp. 85.000 mã sọc cho em. 52 cái giữa xuống mặt vừa. Bọc đi, bọc đi. Mã sọc đấy mấy chị ơi. Mã này quá đẹp luôn. Chị xem cái mã này rất là đẹp. Đính hạt châu luôn nha. Mã này 50kg trở xuống cho em thôi nha. Đây nha mấy chị. Đây nha, mã này 50kg trở xuống cho em thôi nha. Comment giúp em là mã hạt châu. Hạt châu 85.000, 50kg trở xuống thôi nha. Hạt châu rất là đẹp. Ren ở trên là thun xong rồi đứng không thấy hạt châu luôn á. Đứng xa xa không vẫn thấy hạt gì. Đây là ước mơ mỗi ngày của em. Khao khát mỗi ngày. Cái gì vậy? Con hèo đó thấy được. Thôi bỏ đi. Mày không có hội nhập gì đâu. 85k kìa cho chị Ngân. Không phải không phải. Nó dơ không chẳng thấy. À cái này biết rồi, cái này rất là sang luôn. Cái này em bán với chị 55.000 thôi nha. Không được rồi chị ơi, cái này cái này vậy. Ở dưới nó nhỏ quá. Có thể kéo không? Có kéo kéo mặt từ trên xuống đúng không? Từ trên xuống mà có đè từ dưới lên không à? Tí em bán lại mã châu đi, mã châu không ai thấy vậy đó. Dạ, cái mã châu không có ai thấy gì để mà đặt hết. Mã châu gì? Mã châu của em. Mã châu hả? Ờ, để mặc lại cái mã châu mấy chị xem nha. Đây nha, rất là đẹp mấy chị nha. Em bán mấy chị cái này 60.000 nha. Đầm công sở em có 2 cái, không phải gì mã 60 nha. Mã 60 nha mấy chị, 52kg thôi nha mấy chị, không hơn được 52 là phải cao 1m6 cho em nha. Hai cái đầm công sở em mặc với cái mã châu mấy chị coi nha. À trời ơi, bây giờ Hương mới thấy là nó bị ẩn comment hạt châu của chị Sammy nè. Thôi thôi. Bị ẩn có một hạt châu ừ. Đầm rồi. Hạt 60 cho chị Nam Phương Ruby và chị Thùy Võ. Cái hạt châu đó rất là đẹp. Hạt châu đâu hồng thôi, cái này đúng không? Ừ. Cái này 49kg thôi nha. Cái màu đen đang cầm á. 49kg thôi nha mấy chị. Đây nha, đằng trước đằng sau đó có một cái vạt đen, đằng trước 49. Comment cho em mã 49 em bán mấy chị cái này 65.000 nha. 49 sao là một tí em mặc bộ đồ nên chạy về luôn. Đó, dán hai cái kia đi. Hai cái kia không phải nó. Cái hồng đó đó. Cái hồng đó. Cái hồng kia. À, cái xét này em cần một xét này chị rất là đẹp luôn nha. Đây nha. Nhưng mà cái áo này nó khác với cái áo hồi nãy. Trời ơi chị ơi, em bị ẩn comment á, em mới kéo lên lại em thấy chị Sammy á chị ơi. Xét này em bán mấy chị 75.000 nha. Ơi, thật sự là ai em cũng muốn bán. 75.000 nha, áo này mình mặc ở trong mình mặc ở ngoài đều được, mặc lẻ được luôn nha. Set này 75.000 nha, comment với em set 75 nha. Chị Hương em dọc nha chị Hương. Set 75.000. Đừng ngồi đứng ngồi like đi. Cái gì? Ngồi like đi, chạy mất đi. Chị lấy set đó, set 75 đúng không? Cái mai về rồi bẻ rồi, không có sáng đâu, không có lấy được. Cho nó về đi nha. Những cái em like hả? Không, em không like. Xếp 75 cho chị Thùy Võ nha. Xếp 75 là cái này hả? Ấp trước nửa xếp này không ai. Nửa con mấy lấy chỉnh rồi kìa. Đó, xếp 75. Là cái này hả? Không biết. À cái đó. Cái này 85.000 nha. Comment với em là mã ren 85 nha. Ren 85 trời, cái này quá trời đẹp luôn. Chị Hương cái này đẹp quá. 50kg dở xuống cao trên 1m55. Đẹp quá trời đẹp luôn á. 9 giờ rưỡi chưa? Ren 80. 9 giờ rưỡi cho nó nghỉ. Ren 85 cho em nha. Đem 9 giờ à, nửa tiếng đó. Lại hồn. Gì? Vậy cũng la ông sùm nữa. 9 giờ rưỡi ba. Thôi 9 giờ đi. 9 giờ 8 năm ngày mai em về rồi. 9 giờ là 2 tiếng rưỡi. Tội lắm rồi. Chưa tới 2 tiếng rưỡi. Ai tội hơn? Ai tội hương? Ngày mai còn phải chích đơn nữa nè. Ai xếp mấy cái này vô đi. Đem 85 cho chị Quyên Nguyễn nha. Mấy cái dày quá à. Mấy cái dày á, mấy chị không có thích. Dơ, cái này dơ nè. Cái xét nó đẹp mà dơ. Không có sao hết đây. Dơ gì? Xeo đi, xeo đi. Dơ trắng. Nó bị dính một cái miếng trắng. Ủi thì nó ghe hộp đó đó đó. Không, nó không ghe. Cái này phải dập dập. Đây nè, để mặc cái xét này. Xét này cũng dơ rồi. Dơ rồi, em nói đi nha. Em nói mấy chị đi. Xét này nó bị dính dơ. Nó bị dính cái màu giống như là phấn trắng vậy đó mấy chị. Về mình giặt ra giúp em nha. Xét này em bay em sale với chị 50.000 luôn nha. Em có hai xét bị dơ chen nhau. Dơ cái màu trắng trắng như thế này. Chị nào lấy comment cho em là sale 50 nha. Xeo 50 nha mấy chị nha. Xeo 50 cho em nha. Đây nha mấy chị nha. Cái này nó cũng bị vậy nè nha. Đây nha, nó cũng bị vậy nha. Nên là các chị nào mà lấy vậy. Không phải bị móc kia các chị nha. Mà nó bị giống như là phấn trắng á. Nên là chị yêu nào mà lấy về nhà giặt giúp em nha.
Em có 2 set thôi. Sale 50 đi mấy chị ơi. Sale 50 đi mấy chị ơi, sale comment đúng mã giúp em đi. Sale 50 chị Sammy nè. Cái này xinh quá à. Cái này rất là xinh luôn à. Em bán 50 chị còn bông nè ơi. Hết rồi. Hai set đúng không? Rồi, có hai set. Đây nha, set này 85.000 rất là xinh luôn nha mấy chị nha. Rất là xinh luôn nha. Set này 52 cái chữ xuống mặt vừa tại vì thun của nó có co giãn á mấy chị đây nè. 52 chiếc để xuống mặt vừa, comment với em là mã set đỏ nha. Chị Lê Duyên ơi, thật sự là giờ em không có biết giải thích với chị như thế nào luôn á. Em mệt mỏi với cuộc sống hiện tại. Set đỏ nha, cái đỏ 85.000 với chị nha. Set đỏ 85.000 cho em nha. Set đỏ đúng không? 85. Cái xanh còn một set nè. Set đỏ 85 hay sao? Set đỏ mà set đỏ 85.000. Set đỏ 85 nha mấy chị nha. Set đỏ 85 chị comment đúng giúp em nha. Đây nha, cái đầm này em còn một cái 85.000. Form này mấy chị ơi 49kg trở xuống cho em, 49 cao trên 1m55 cho em nha. Chị nào 49 cao trên 1m55 giúp em nha. 85.000 nha, rất là đẹp luôn nha. Mình mà cái nặng ký hơn là không có được, cái đầm này nặng ký hơn là không có được nha, em chắc ăn với mấy chị luôn nha. Đầm này đằng sau phối ren rất là đẹp mấy chị nha. Set đỏ 85 cho chị Thùy Võ nha. Mã sọc cho em nha. Mã sọc này 55kg vừa, comment cho em là mã sọc đằng sau rất là đẹp nha. 55kg vừa, comment cho em mã sọc nha. Xanh cho chị Sammy luôn nha. Mã sọc. Đầm ren mấy chị nha, đầm ren em còn một cái duy nhất luôn nha. Đầm mã này sọc đây mấy chị bán ơi. Bán mấy chị 70.000 nha. 70.000 52 cái vừa nha. Sọc này 70.000. Còn này, đầm ren, đầm ren 70.000 luôn. À cái set này đẹp. Mã sọc cho Sammy nè. Cái set này đẹp nè. Mã sọc nè Vân. Cái set này rất là đẹp mấy chị, em mặc lại mấy chị coi nha. Hồi nãy con set mấy chị chốt quá trời luôn mà em có con set rồi. Xanh cho ngân tét nữa nè. Đâu có cái nào xanh đâu đúng không? Ren á. Ren đen. Ren đúng không? Ren đen. Ren đen 70 mà. Mã xét cho em nha. Mã xét nha. Chị nào biết cái mã này rồi thì comment cho em mã xét nha. Rất là đẹp luôn nha. Mã xét này em bán với chị 60. Ủa 70 ngàn nha. Mã xét này em bán với chị 70 ngàn nha. Rất là đẹp nha. Xét này 50kg trở xuống cho em nha. Có hai cái dây mình đang vô thành cái kiểu mà áo yếm không mấy chị. Đây nha. Đầm ren cho Sammy nè. Có dài á nha, dần nhớ nhé. Xét hả? Dạ. Mã xét này 70.000 thôi nha chị. Trời ơi, tới bà cũng cộng dây dưới rồi. Ồ, vẫn thiếu nè. Thiếu rồi, chết luôn. Bà cộng dây luôn. Mã xét cho Sammy luôn nha. Bà cộng 2 cộng nè. 2 cộng 4 cộng. Cứ bà cộng. Ủa sao ở đây thấy 1 là 2, 2 là 4 rồi chứ. Đợi đủ đủ rồi đủ. Lấy cái áo nữa bỏ vô. Là trong cái áo nữa là 4. Nè. Đây nha mấy chị. Cột nơ đằng trước cho em nha, rất là đẹp nha. Cho cái bọc đi hả? Rất là đẹp. Đưa cái màu đen cho luôn đi. Em xem mấy chị 55.000 nha. Em xem mấy chị 55.000 nha. Comment giúp em là mã sale 55 nha. Mã sale 55 tại vì cái riêng này em nhìn nó cũng thích lắm. Tại em cái kiểu bánh bèo này. Nó sale 55.000. Cái riêng này sale 50 là 5.000 đúng không? Cái này đẹp quá nè. Em mặc với chị coi cái này nha. Em thấy chị Ngọc xong đấy chị ơi. Đẹp quá nè. Xuất sắc cái mã này luôn. Kiểu cái này mà đi đám cưới mang theo một đôi guốc đen, đôi lót đen nữa là ok. 85.000 mấy chị nha, 55kg vừa, comment giúp em là mã 55 nha. Mã 55, 85.000. Mã 55, 85.000. 55kg vừa nha mấy chị. Nè cái này em sale mấy chị 65.000 nha. Nó hơi ngắn nè. 65.000 nó hơi ngắn. Đi 55 chị. Cho chị Nam Phương 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 nha. 1m55 xuống giúp em 65.000. Comment giúp em là mã 1m55. Chị Lê Duyên ơi, em thật sự là em không có
55, 65 nghìn thôi nha. Nè nè, 1m55, 65 nghìn nha chị. 1m55, 65 nghìn là gì vậy? Là mã 1m55 luôn. 1m55 đúng không? 65k. Mã này là mã trung niên á mấy chị, mã này là mã trung niên em xem mấy chị, 55.000 nha. 55.000 nha. Rất là đẹp nhưng mà mỗi cái là nó là cái form cái màu trung niên á mấy chị. 55 cái chữ xuống vừa nha, mình mua cho mẹ cho bà mình mặc. 1m55 cho chị Sammy nha. Đây nha, comment giúp em đó. Rồi em cảm ơn chị Ánh Hằng nha. Mã trung niên cho em nha, mã trung niên này 55 cái chữ xuống vừa mình mua cho mẹ cho bà mình mặc nha, mình ba mấy tuổi mặc được luôn nha. Mã 50 em xem mấy chị, 55.000 mã trung niên. Mã trung niên theo 55.000. Đầm trung niên luôn. Đầm này là đầm trung niên rồi mấy chị ơi. Nè cái này nãy có thử rồi nè chị Hương. Đầm trung niên này em sale 45.000 luôn nha mấy chị. Em sale mấy chị 45, comment với em là mã đầm trung niên, mã đầm trung niên nha. Mã đầm trung niên cho em nha. Trung niên cho chị Sammy một cái nè. Ở trung niên kia kìa. Cái mã bên kia kìa. Ôi, biết rồi. Nghe là chị nhớ. Bảo Trần một cái trung niên luôn nha. Đầm bên trước nè. 45 đúng không? Cái đầm đằng sau là 45 đúng không? Đầm đằng sau là treo có 45.000 thôi, tại okay. Mã trung niên nha. Rồi. Đây cái này rất là sang luôn, 85.000 nha. Comment với em là mã 85 cực kỳ sang mấy chị nha. Em thấy chị Thanh Tâm lên này em có chốt 58 cái vừa nha. Cái này 58 nha, có co giãn, có tia kéo 58 cái vừa nha. Chị nào mà 55 thì mình bóp cái quần lại nha. 85.000 tại vì cái đó rất là đẹp luôn nha. 85.000 tại vì cái đó rất là đẹp luôn nha. Cái này đẹp lắm luôn nha mấy chị. Cái này 52 cái chữ xuống mặt vừa nha. Có tia kéo đằng sau form rất là đẹp. Mấy chị rồi ok rồi em để chị comment chốt bình thường luôn nha. Rồi em không đọc mã, chị được quyền chốt mã nha. Tại vì chị comment em không có thấy nha. Comment với em là mã 3 sọc. Mã 3 sọc này 75.000. Mã 3 sọc 75.000. Cái này là gì vậy? Từ từ. Mã gì 85.000 đó. 85.000. Cái gì 85 vậy? Không nhớ luôn, mã gì 85. Mã sau. Ê cái quà này bà gì quên rồi. Ơi. Alo, con về liền đợi con. Xếp 8, xếp 85 cho chị Nguyễn Hạnh nha. Đâu đâu quá. Cái này ủa cái áo đâu rồi? Cái này rớt áo rồi. Không được, rớt áo. Còn cái đầm là gì? Bán cũng được mà. Đây đưa ra cái áo này nè. Ba sọc cho chị Sammy nha. Ba sọc 75.000 nha chị. Cái mã trước 85. Xếp 85 kìa. Nè đúng rồi, mã xếp 85 đúng không? Đây nha, cái này rất là đẹp. Kèm cái áo cho chị Sammy nè. Không mặc cái áo được luôn nha. Cái này hôm qua em không có mà bán luôn nha mấy chị. Bây giờ em còn thêm một set nữa nha. Được thêm một set nữa em bán với chị 85.000. Comment giúp em á là cái gì? Mã này là mã 201 nha. Mã 201 nha. Em chào chị Lý Hồng nha. Mã 201 nha. Mã 201 85.000. Chào vậy. 201 85.000 nha. 201 đi mấy chị ơi. Đây. Em thấy chị Thùy vỏ nha. 201 85.000. Một cái chị Kim Chi Đỗ nha. Rất là đẹp luôn nha, 55kg vừa. Em bán với chị cái này 60.000. Comment giúp em á là mã hoa đỏ nha. Mã hoa đỏ 65.000, 55kg vừa. Trung niên đúng không? Trung niên nha mấy chị. Vải rất là đẹp nhưng mà đẹp trung niên. Bao nhiêu vậy? 65.000. 65.000 mã hoa đỏ. Mã hoa đỏ 65.000 trung niên. Đầm đỏ rất là đẹp mấy chị nha. Em đang kiếm cái này, em đang kiếm cái đồ lỗ mà em mặc vô đây nè. Đây nha, form này 48kg trở xuống giúp em nha. Form này 48kg trở xuống giúp em nha. 48kg trở xuống mấy chị nha. Comment với em là mã 48 bán mấy chị cái này. Thôi đỡ chị Nam Phương Ruby luôn nha. 60.000 mã 48 cho em nha. Ngàn mã 48 đúng không? Nè cái này còn một cái. Cái gì vậy? Không quá cái này. Okay. Cái đó bỏ qua đi hả? Mã 48.
Phạm Thảo nha. 52kg mặt vừa nha. Dạ má, mà 48 không phải chị Phạm Thảo. Em chốt lộn nha. 52kg mặt vừa, 60.000. Comment giúp em là mã hoa nha. 48 chị Ngoan Sô Cun nha. Mã hoa, hoa nha. Nói em đang làm. Mã hoa nha nhảy nha. Cái gì vậy? Mã mã gì vậy? Mã hoa. Mã hoa gì vậy? 60.000 mã hoa thôi. Mã hoa thôi, riêng một mã hoa thôi. Em nói em đang làm. Chờ không phải chờ thôi, giờ biết làm sao. Giờ chạy gì bỏ 15 phút mà. Mã hoa đúng không? Mã hoa em sale 60 đúng không? Hoa sale 60 nghìn. Cái ren này 85. Thảo Chương nha. Ren này 85 nãy có màu đen, giờ thêm màu trắng nè mấy chị. Comment với em là mã ren nha. Comment với em mã ren nha. Đẹp quá trời luôn nè ha. Đẹp quá trời luôn nha mấy chị, rất là đẹp luôn. 85.000 mã ren nha. Mã ren này hồi nãy có màu đen xuất sắc lắm, bây giờ thêm màu trắng nha. 85.000. Mã hoa trắng hả? Mã ren, mã trắng thì mã ren gì á. Đồ đồ trắng thì là ren. Mã ren cho chị Thảo Chương luôn nha. Đây nha, cái mã hoa đỏ em còn một cái nha. Chị nào lấy comment cho em mã hoa đỏ nha. Hoa đỏ này 60.000 còn một cái nha. Hoa đỏ là mã trung niên đúng không? Trung niên nó mấy chị, 60.000 còn một cái duy nhất nha. Mã hoa đỏ nha. Em còn thấy chị Đào Xuân nha. Đầm xuông màu hồng nha, đầm phơm xuông màu hồng, hôm qua một cái, bữa nay còn một cái nữa chị. 55.000 nha, comment với em là mã hồng nha. Mã hoa đỏ chị Thùy Vũ nha. 55 ký mặt vừa nha. Mã hồng nó 55 ký mặt vừa. Hoa này cũng đẹp lắm nè mấy chị. Hoa xanh nha. Màu đỏ là gì vậy? Y chang cái hoa đỏ nha. Trung niên luôn nha. Y chang cái hoa đỏ mã trung niên 55 ký mặt vừa, 60.000 luôn nha. 55 ký mặt vừa. Hồng cho chị Quy Nguyễn luôn nha. Mà bên đây đó cũng không thấy comment luôn. Đây nha mấy chị, form rất là đẹp. Mã hoa nha. Xanh là mã trung niên 60k nha mấy chị nha. Hoa xanh, mã hoa xanh luôn nha. Ừ. Đây nha mấy chị, mã 160 nha, mã 160 65.000 nha. Mã 160 65.000 nha, 55kg mặt vừa nha. Cột eo cho em nha. 160 65.000. Hoa xanh cho chị Phạm Thảo nha. Hoa xanh mã trung niên cho chị Phạm Thảo nè. Éo rồi nè. Cái này mã gì vậy? Mã 160. 65.000 cho chị Nam chị. Phương Ruby nha. 65.000. Đây nha mấy chị, cái đầm này mặc thêm một cái áo trắng ở trong nha. Set này 85.000. Comment với em là mã set 85 nha. Mã set 85 cho em rất là đẹp nha mấy chị. Mã set 85 rất là đẹp nha. Em lai lẹ nha mấy chị, em lai lẹ cho mấy chị nha. Mã đó gì vậy? Set 85 đúng không? Set 85, 85.000. Cái quần của mẹ nó còn lấy quần đó mà kẹt cái dân lấy quần. Đây, đây cái quần đó, đây, có cái áo nè. Nè, đó nè. Thòng đồ dục với nó. Đây nha mấy chị, đầm sơ mi giúp em nha. Đầm sơ mi nha. Em nghe là chị Hai Lan Vinh ơi, là Hai Lan Vinh ơi. Đầm sơ mi này 55 mặt 85 cho chị Thùy Võ nè. 75.000 thầm mấy nghe mà đầm sơ mi nha. Đầm sơ mi 75.000, 55 cái mặt vừa. Xét này 85.000, cái quần thôi là đã đủ 85.000 rồi nha mấy chị. Đầm sơ mi đúng không? Dạ. Cái quần thôi là đã đủ 85.000. Cho chị cái đầm sơ mi sọc đi, đầm sơ mi sọc này là nè cái đó cái áo chị ơi, cái đầm à rồi. Áo sơ mi sọc đó em để chị Huỳnh Ngọc nha, 50k thôi nha chị nha. Cái áo hỏi chị chịu không? Chịu. 50k chị được thì chị ok giúp em nha. Không vừa cái này mà không vừa mấy chị ơi. Còn cái đó là gì vậy? Cái này là 50kg thôi nha, 50kg trở xuống nha. Comment với em là mã set nha, set này 85.000. Đầm sơ mi cho chị Thanh Tâm Lê nha, nhiêu vậy? Đầm sơ mi 85. 85.000. Set cái đầm trắng này em sale mấy chị 50.000 nha. Cái set đó nhiêu vậy? Set này 85. Mã set 85 luôn á. Mã set 85 hả? Dạ. Đầm trắng này sale 50. Đổi mã set cho Hương đi. Chứ Hương ơi, ở trên cũng mã set 85, dưới cũng mã set 85 vậy, Hương không biết chốt ai luôn. Đây nha, đầm này thầm mấy gì mã sale 50. Mấy chị ơi, cái set này nè, hồi lúc nãy nha, chị yêu nào lấy chốt mã set 85, giờ chốt lại cho em mã vàng nha. Mã vàng nha, cái áo vàng với cái quần đen nó chốt lại cho em mã vàng nha. Bây giờ ai chốt lại mã vàng giúp em nha. Sale nhiêu vậy? Mã này nhiêu vậy? 50.000. Mã sale 50 luôn. Đây nha mấy chị, mã đen nha, comment cho em mã đen nha. Mã đen này 85.000, còn một cái 55 ký vừa đi kéo đằng sau nha. Mã vàng, mã đen cho em nha. Mã đen này còn một cái.
Dạ rồi, lát em tám để chị nha chị Kim Chi Đỗ ơi. Mã trắng em còn một cái tám. Rồi em chốt chị rồi, dán chị Huỳnh Ngọc ơi. 75.000 nha. Mã trắng 75.000 còn một cái nha. 50 chị Thảo Trương nè. Đây nha mấy chị, mã trắng 8 và 75.000 còn một cái, còn mấy em trắng 75 nha, trắng 75. Xếp bàn cho chị Quyên Nguyễn nè. Từ từ coi, giờ là lộn xì ngầu rồi nè. Lộn thôi mà lộn. Còn cái con đen là gì? Cái mã sau, cái mã 50k đó. Mã sau mã 50k tụi đây người ta đang chốt mã vàng mà. Thì cái mã vàng này là mã em chốt này gì? Cái mã này là mã sau mã 50k. Bây giờ không lấy một comment nào bác thì xem nhớ được mã. Thôi dán nhiều là tụi cái này nè, cái này là 85. Phải không ơi? Mã đen 85 hả? Cái này cái đó là gì ạ? Cái đen hả? Cái đen 85. Mã đen cái chị Huệ Nguyễn nè. Tôi cái trắng này với sale ơi sale nè. Cái trắng sale 50. Đây nha, thầm cái này em sale 50.000, thầm mấy với em là mã xanh 50 nha, xanh 50. Ủa, nãy Hương trắng em sale 50 trắng, chị Thảo Trương trắng Hương tháo rồi, chị Hương hỏi rồi mà, chị Hương chốt rồi mà. Ủa, trắng sale 50 chị Thảo Trương rồi mà. Ghi lại đi. Bị điên luôn á, từ từ thôi. Trắng, trắng sale 50 chị La Tiên nè. Cái đó là xanh 50, cái sale 50 á. Ok. Cái này là set nha mấy chị, rất là đẹp, mặc mấy chị coi nha, set này 5. Cái quần thôi là đã đủ tiền là 85.000 nha. Set này đây nha mấy chị, áo có một cái áo dây ở trong và một cái áo này ở ngoài luôn nha. Áo dây ở trong là mình mặc cái áo dây mình thoải mái ở ngoài cũng đẹp luôn nha. 85.000. Mấy chị comment cho em mã này là mã 200 nha. Mã 200 nha. Mã 200 luôn. Mã 285.000 nha. Cái quần thôi là đã đủ tiền, cái quần rất là đẹp luôn nha. Mã này mã xanh 50 chị xanh Hồng Nhung nè. 50.000. 200. Mã 200 là giá 85 nha mấy chị nha. Set rất là đẹp luôn nha mấy chị. Cái đầm này dễ thương quá trời luôn nha mấy chị. Màu xanh này dễ thương lắm nha. Em bán mấy chị cái này 70.000. Comment với em là mã xanh lá nha. Mã xanh lá 70.000 nha. Xanh lá 70.000. Xanh lá 70.000. Mã 200 cho chị Sammy nha. Trung niên em sale 50.000 mấy chị nha, 55-58 ký vừa nha. 55-58 ký vừa, comment giúp em là mã đầm trung niên nha. Mã đầm trung niên em sale 50.000. Cái mã xanh trước. Mã xanh 70. Bỏ ra còn mã xanh 50. Mã xanh lá. Xanh lá chị Kim Chi Đỗ nha, 70.000. Cái này dễ thương lắm nha mấy chị. Rồi tới đầm trung niên sale 50. Cái này dễ thương lắm nha. Không dục hết mấy cái đó. Một cái này. Đầm trung niên cho chị Thùy Võ nha. Em bán cái gì 65.000. Cái này hả chị? Ừ, dục hết rồi. Sao kỳ quá. Em bán cái chị 65.000 nha. Comment giúp em là mã 65 nha. Mã 65 nè, cái này mấy chị mặc ở trong và cái này mặc ở ngoài giúp em nha. Mặc ở trong như thế này nha. 65 cho em nha. Cho chị Đông Nghi Lưu Nguyễn nha. Cái đầm này rất là sang luôn nha mấy chị ơi. Cái đầm này rất là sang luôn nha. Đây nha, cái đầm này 55kg vừa nha. 55kg vừa đính hẹp rất là sang. Comment cho em mã sang. Mã sang này em bán mấy chị 70.000 nha. Mã sang 70.000 nha. Mã sang này là cái gì đây? Sang 70.000. À cái này là nó dây. Đẹp quá. 70k. À đẹp. Đây nha mấy chị, áo dây này 49kg trở xuống thôi nha. 49 mà phải cao trên 1m55 mấy chị nha. Comment giúp em á là mã hở lưng nha. Mã này hở lưng mấy chị nha. Mã hở lưng này em bán mấy chị 65.000. Mã sang cho chị Nguyễn Hạnh nha. Mã hở lưng 65.000 nha. Mã hở lưng 65 đúng không? 65.000. Mã hở lưng. Cái mã đen đẹp đẹp hồi nãy em còn cái nè mấy chị, em chồng cho mấy chị xem cái mã đen này nha. Hở lưng cho chị Quyên Nguyễn nha. Cái mã đen đẹp đẹp này em còn một cái, em chồng lại cho mấy chị xem nha. Mã đen này mấy chị ơi 50kg trở xuống thôi nha. Như vậy nhiều vậy? Chưa, em chưa nói.
Đây nha mấy chị, em bán mấy chị 75.000 nha. Comment giúp em á là mã 75 nha. Mã 75 này 50kg trở xuống cao trên 1m55 giúp em nha. 50kg trở xuống cao trên 1m55 cho em nha. Không có hơn đâu nha mấy chị. Mã gì? Mã đen. Mã đen 75.000. Nhà cái maxi xếp ly này em còn mà. Comment với em là mã xếp ly nha. Mã xếp ly mấy chị nha. Mã đen 75 đúng không? Dạ. Mã xếp ly nha. Mã xếp ly này 75.000 nha. Xếp ly 75.000. Xếp ly nha mấy chị, mã xếp ly cho em nha, mã xếp ly nha. Xếp ly 75.000. Em ơi bỏ mã, bỏ mã hở lưng qua cho chị. Chị comment sau. Gì? Comment sau chị dùm đi là sao không hiểu. Tức là chị xả cái đó đưa cho mấy người sau. À. Về mã dập ly đúng không? Mã xếp ly cho chị đó. Sammy nè. Đó, lấy cái đó ra cho chị. Mã hở lưng. Không phải, có tên này ngoài đó. Phương Nguyễn đây. Mã ren này em còn nha, mã ren này em còn. Chị nào lấy comment cho em là ren 85 nha. Ren 85 nha, mã ren này em mã còn. Mã hở lưng em để cho chị ngoan sale cool nha. Ren 85 nha mấy chị nha. Ren 85 nha. Cái đó nhiều Sammy là cái mã này đúng không? Còn cái đó là nhiêu vậy? Cái màu xanh xanh hở lưng đó là nhiêu vậy? Tại 65. Mã ren 85 nha. Mã ren 85. Mã dập ly gì vậy? Dập chưa. Ly 75.000. Giờ mới dập ly. Mã dập ly, dập ly cho chị Hồng Nhung nha. Xếp mã này là mã trung niên em sale 50.000 nha. Đen không lộn. Mã trung niên em sale 50.000 nha. Comment 75 đúng không? Ren cho chị Sammy luôn nha. Ren 85 nha. Ren 85. Mã trung niên nha, mã trung niên nha mấy chị, mã trung niên em sale 50.000 nha. Mấy cái trung niên mấy chị có mặt em sale 50.000 em kiếm màu em lên cho mấy chị nha. Em xin lỗi mấy chị nha, nãy giờ em lên còn đen không mà. Mã trung niên nhiêu vậy? Mã trung niên 50.000. Mấy cái này dạng yếm quá chị. Ừ. Và cái này 58kg giúp em nha. Cái này hơi to đưa em siêu mấy chị. Cái này 55.000 nha. Cái này rất là to luôn á, 58kg giờ em mặc cái quần. Mã trung niên nha chị Sammy nè. Chị em bọc đi không? Chị ơi em cột lên cổ em luôn chị ơi. Ừ, cột lên cổ được mà. Bao nhiêu ký mặc vừa luôn nha. 58 nha chị ơi. Cái này em bán 58 nha. Em xem chị 55.000. Comment cho em là bán 58 nha. 58 mà bán 55 đúng không? 58 với mã 58 nha mấy chị nha. Mình thằng này là mã 58 với em nha. À cái này là cái trung niên em theo mấy chị. Em theo mấy chị cái này 55.000 luôn nha. Theo mấy chị 55.000, vải của nó rất là đẹp. Mã 58 đi mấy chị ơi. Comment giúp em á là mã sale 55 nha. Mã sale 55 nha. Thương, cái này dễ thương lắm mà nó hơi trung niên một tí. Cho nên em sale 55 nè, còn mấy chị mã sale 55. 58 nè. 58 chị Sammy nè, sale 55 đi. Sale 55. Bọc đi Hồng ơi. Cái này kiểu mà hơi trung niên một tí nhưng mà vải rất là đẹp mấy chị nha. Vải bóng rất là đẹp nha. 52kg chữ thứ mặt vừa có tia kép đằng sau. Xe 55 mấy chị Quyên Nguyễn nha. Comment cho em là mã màu sắc nha. Mã màu sắc nha. Mã màu sắc này em sale mấy chị 55.000 luôn nha. Màu sắc giúp em nha. Mã màu sắc đi mấy chị ơi. Em lên màu lên mấy chị chứ nha. Nãy giờ đen quá trời đen nè. Cái này là xếp quần và áo xanh nha. Em mặc mấy chị xem cái form nè. Form này 50kg trở xuống cho em thôi nha. Form mã màu sắc đúng không? Dạ. Mã màu sắc 55.000 luôn nha. Form này 50kg trở xuống cho em nha mấy chị. Comment cho em là mã xanh nha, mã xanh nha, mã xanh nha. Mã xanh này em bán mấy chị 60.000 nha. Mã xanh 60.000. Mã màu sắc cho chị Thảo Trương nha. Cái này em được 2 set mấy chị nha. Mã cái này xanh. Em được 2 set. Mã xanh. Mã xanh cho chị Lê Duyên nha. Chị Lê Duyên cho em xin số điện thoại nha. Em được 2 set nha. Có. Xin lại đi, xin lại đi. Xin lại đi. Comment giúp em là cổ chấm bi nha. Mã cổ chấm bi nha. Không biết, em quên mã. Bây giờ nó không có chạy ở đây, em không nhớ mấy em. Mã cổ chấm bi em được 2 cái 55 kg vừa. Bi
cổ chấm bi hai cái. Cổ chấm bi đúng không? Hai cái nha. Hai cái này 55 chứ cổ. Cổ chấm bi 60.000. Cổ chấm bi cho Sammy nè. Bọc luôn. Có Barbie Doll nha, chị Lê Duyên Kim xin lại số điện thoại cổ chấm bi cho Quy Nguyễn luôn à. Sammy Quy Nguyễn. Chị Lê Duyên cho số này chưa? Chưa, rồi cho rồi, bây giờ cho rồi. Đây nha mấy chị, rất là đẹp luôn nha. Còn một set duy nhất nha. Mấy chị comment giúp em mã này là mã 160 nha. Mã 160, má ơi một núi. 160 nha. Mã 160 nha, rất là đẹp. 50kg trở xuống thôi nha. 50kg thôi, không hơn được đâu nha mấy chị. Trời ơi, chú có ngủ gì đẹp quá trời luôn. Không, không có gì. Mã này giờ mã đó nhiêu vậy? Mã này 160 nè. Mã 160 này 75.000, rất là đẹp luôn nha. Mã 160 cho chị Helen Vinh luôn nha. Chị ơi, em không có đồ 60kg đó chị ơi. 55kg là hết đát rồi nha, dữ lắm luôn. 58, lâu lâu mới có 58. Còn này là không có 60 hết trơn á chị. Tại vì mấy cái đầm này chủ yếu là không nhỏ luôn. Ren này 60.000 nha, comment cho em là mã ren hồng nha. Mã ren hồng 60.000, 50kg trở xuống thôi nha. 50kg phải cao trên 1m55 với em, 50kg phải cao trên 1m55 cho em nha. Nhiêu vậy? Mã ren hồng này 60.000, 50kg trở xuống nha. Set này là set dạng phi bóng á mấy chị, dễ thương lắm nha. Comment cho em là mã set bóng nha. Mã set bóng này em bán mấy chị 75.000 nha. Hồng nha. Set bóng 75.000 nha. Dạ thôi chị ơi, má em chốt đơn đang nhiều lắm rồi. Cho chị Thùy vỏ nha. Mã set bóng 75.000. Mã ren hồng cho chị Thùy vỏ, em cảm ơn chị Sammy nha. Chị Sammy nói gì vậy? Chị lấy chị Lê Duyên mã bóng bao nhiêu vậy? Mã set bóng 75.000. Mã xếp bóng em để chị Lê Duyên 75k nha. 50kg trở xuống thôi nha chị ơi, nha chị ơi. 50kg đổ xuống em nha. Em like một vài mẫu đó thôi là em bắt like mấy chị nha. Hẹn mấy chị bữa sau nha, với lại mấy chị có đơn bóp cho em nha. Ngày mai em shipper là đi hàng hết nha các chị nha. Các chị vui lòng không giữ giúp em nha các chị nha. Không giữ được đâu. Tại vì đơn hàng bên em rất là nhiều nha, em không thể nào giữ được, nên các chị mình thông cảm giúp đây em nha. Mấy chị, comment cho em mã này là mã đen ren nha, mã đen ren nha. 65.000, đen ren này 65.000, form này 50kg trở xuống nha mấy chị. Đen ren này 65.000 thôi nha. Dạ đúng. Dạ ơi mã này chị ơi, mã bóng bóng này chị Lê Duyên chị mặc vừa 42kg. 42kg vừa nha, mã này dưới 50kg là mặc vừa. Bóng nó 42kg. Bằng có bằng thun à. Không, nó không có bằng thun nhưng mà em mặc vừa là chỉ mặc vừa nãy em sợ vô vừa. Chị ơi, chị 42kg em xin cho chị đủ vừa. Đen đen cho chị Phan Thu nha, chị Phan Thu này hay lấy hàng không đúng không? Có. Nhiêu vậy? Ren đen hả? Ren đen này. Em nói xong rồi ông nhìn em mà 55 hả? Vâng. Dễ thương ha, cái này dễ thương ha. Cái này 50kg trở xuống thôi nha, mấy chị không thương được đâu nha. Xin lại số điện thoại cái chị. Không, chị dễ thương quá trời luôn nha. Comment cho em là mã xét nha, mã xét này 85.000, 50kg trở xuống thôi. Chị cao 1m58, nặng có 42kg thôi. Vậy là cái này chị cũng mặc vừa hết trơn á, sợ nó rộng nữa. Mấy cái xét này chị mặc rất là đẹp. Chỉ hoàn trí thôi, thật sự nãy giờ em không phải chị comment luôn á. Mã xét 85 nha. Xét 85 đúng không? Dạ. Khó đi ra đây gỡ giờ. Nói mấy chị chắc có khoai. Không chắc mặc dừa em. Dừa. Cái đó mà. em sỏi vô dừa em lấy mặc nguyên bộ đó luôn mà. Xếp 85. Hồi nãy em mặc là nó ôm luôn á chị. Với lại cái bộ đó mặc lên dễ thương. Mấy chị ơi em like cái mấy cái nữa em tắt like nha. Mấy chị có đơn bóc qua cho em nha. Set đen đen set 85 mấy chị Quy Nguyễn nha. Đen đen này 53kg nha mấy chị, 53kg đúng nha, không hơn được đâu nha. Comment cho em là mã đen đen nha. Đen đen tay lê nha mấy chị, 53kg rất là đẹp nha, 85.000. Đen đen tay lê 85.000. Là hết sắp đó Mỹ. Cái này 55kg nha. Cái này 55kg. Nguyễn Thái đúng không? Thiệt không? Em không nhớ đâu. Hồi nào hồi sáng không, cái đầm ơi tự như hôm qua cái này hôm qua mà vậy Nguyễn Thái. Ren đen đúng không? Cái này ren đen đúng không? Chị Hương, cái này là hôm qua rồi. Dạ rồi chị ơi, em sợ không có mẫu đầm Barbie quá đâu à. Luôn nha, 85.000, comment cho em là mã đầm trắng nha, mã đầm trắng 85.000 nha. Có nhưng mà bây giờ em tìm chưa có thấy đâu chị ơi. Mã đầm trắng 85.000. Hình như này hôm qua có màu đen với màu vàng. Màu hồng. Ờ cái chị kiếm bao giờ luôn Thái đi.
đen đen cho chị. Thôi mình đọc mã mà mình không có để được. Phương Phạm Thị. Biết sao đọc mã mấy chị chốt mà không để là mấy chị tử á. Đen đen nha. Cái này 50kg nha, mã đó là mã đầm trắng 85 nha chị. Đầm trắng cho chị trắng cho chị Đông Nghi Lưu Nguyễn nha. Mã 300 cho em nha, mã 300 này 50kg trở xuống cao trên 1m55 giúp em 85.000. Mã 300 rất là đẹp. Mã 300 nha. Mã 300 đúng không? Nhiêu vậy? Mã 385.000. Cái mã này nè. Đây nha mấy chị, comment cho em mã này là mã dài nha. Mã dài này 65.000 nha. Có khúc eo nha mấy chị, 65.000 mã dài cho em. Mã 300 cho chị Sammy nha. Mã dài này 65.000 nha. Nghe nói số tiếng nè. Cái đầm này em còn một cái nè mấy chị, em mã dài đúng không? Mã dài 65.000 thôi nha. Cái đầm này em còn một cái nè nha, mặc lại mấy chị xem luôn nha. Mấy chị comment cho em mã đầm hồng 75 nha. Đầm hồng 75 còn một cái 50kg thôi nha mấy chị. 50kg cao trên 1m55 cho em nha. Ê, cái mã ngôi dài cho chị Ngọc Song nha. Mã ngôi sao này là tà đuôi cá nha. Mã ngôi sao mà kiểu đuôi cá nha. 55kg trở xuống mấy chị mặc vừa nha. 75.000 mã ngôi sao này 75.000. 55kg trở xuống mặc vừa nha. Tao để không chốt mới có dài à. Dài rồi tới đầm hồng. Rồi tới ngôi sao nha. Ừ. Đầm hồng 75, ngôi sao 75 luôn. Mấy cái mã dài. Cái gì á? Áo khoác nha. Bán luôn đi. Đầm hồng cho chị Thùy Võ nha. Comment sao tự nhiên giống như nó bị ai ém á, xong nó đọc bỏ ra cái thôi. Áo khoác tay hồng mấy chị ngôi sao cho Sammy nha. Áo khoác tay hồng nha. 58kg mặc vừa. Còn comment cho em là mã khoác nâu nha. Khoác nâu này 55.000 nha. 55.000 mấy chị nha, mã khoác nâu nha. Mấy chị nào có đơn inbox qua cho em nha. Thôi biết đầu dẫn em luôn á trời. Có đơn inbox qua cho em nha mấy chị ơi. Không phải là hồi nãy không uống trà sữa bị ghiền á. Hôm qua nó bỏ nước ghiền ra giờ mà uống trà sữa nó bị ghiền chứ sao. Tối rồi. Tại hồi tối ngủ. Cái đầm hồng này dễ thương lắm, mấy chị coi nha. Cái này nãy đang ngủ ngon lắm luôn. Có thức vậy đi làm. Mấy chị có đơn inbox qua cho bên em nha. Tắt like rồi inbox qua cho em nha mấy chị ơi. Inbox liền cho em nha. Để hỏi nha, đơn một đây. Khoác nâu 55 mấy chị ơi. Trời cái đầm này cái tay dễ thương quá trời luôn nha. Khoác nâu đúng không? 50.000 cái dạ. Cái nâu 55. Khoác nâu cho chị Sammy nè. Đầm hồng này 70.000 comment cho em mã đầm hồng 70 nha. Đầm mấy chị hồng có 70 đơn inbox qua cho em nha mấy chị ơi. Có đơn mình inbox qua cho em nha. Hôm nay trễ quá rồi cho con bé nó đi về nó làm việc nữa. Đây nha mấy chị có đơn inbox qua cho em. Bao nhiêu vậy? Mã hồng đi. Đầm hồng hả chị? Đầm hồng là 75. Cái nâu là 55 thôi nha. Rồi 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 không đi rồi. Giờ chờ đầm hồng ha. Mấy chị ơi có đơn. Mấy chị ơi có đơn thì làm ơn inbox cho em nha mấy chị nha, để mình đỡ tốn thời gian của đôi bên nha mấy chị nha. Đầm hồng cho chị Helen Vinh nha. Mấy chị ơi có đơn inbox giùm em nha. Em tắt like nha mấy chị nha, đợt sau mình lại coi like tiếp nha. Bây giờ thật sự là em hết rồi. Bây chị ơi, chị yêu nào muốn nhanh á thì cứ inbox cho em, ngày mai em qua em check đơn nhanh đi, hẹn nhau luôn nha các chị nha. Rồi em like lần này em không có giữ đơn được đây là các chị yêu mình thông cảm giúp em nha. Nên là em chết xong là ngày mai đơn của anh cũng phải đi hết á. Nên là các chị yêu mình thông cảm cho em nha. Dạ rồi em chào mấy chị, hẹn mấy chị ở live sau. Chúc mấy chị ngủ ngon.